Rồi ok ha, thì hôm nay ha mình tiếp tục cái series Creative Talk ha, hướng dẫn các bạn về phần thể hiện cảm xúc ha, thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt của nhân vật sử dụng template của Creative Talk ha. Thì trong những clip trước thì mình đã hướng dẫn các bạn ha phần cử động ha, cử động của nhân vật sử dụng template, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ha phần cảm xúc. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ cần hai nhân vật các bạn ha. Thì để mà cho cái phần Creative Talk tutorial lần này ha được trôi chảy và các bạn dễ hiểu, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thông qua một câu chuyện ha, một câu chuyện gồm có hai nhân vật ha, và ha một câu chuyện ngắn gồm có hai nhân vật, và kết thúc câu chuyện sẽ là ha một cái gì đó bất ngờ và khiến cho khán giả bật cười ha. Đó một câu chuyện ngắn ha, một câu chuyện hài ngắn, thì mình sẽ nói chung là mình sẽ đưa vào ha thực tế luôn cho các bạn dễ hiểu luôn, và qua cái quá trình mình thực hiện video clip này ha, mình sẽ nhắc lại những cái kỹ thuật trước đó ha, nhưng mình sẽ không đi sâu vào ha. Và nếu như các bạn nào thấy mình vẫn chưa nắm vững được những cái kỹ thuật trước đó, thì các bạn nên xem lại những video clip trước của mình ha, và mình chỉ tập trung vào cái phần mà thể hiện nhân vật thôi, thể hiện cảm xúc cho nhân vật thôi ha. Rồi câu chuyện chúng ta sẽ có hai nhân vật ha, thì đầu tiên chúng ta sẽ vào phần actor ha, và mình sẽ chọn hai nhân vật ha. Ok, mình sẽ chọn cô bé này ha. Và tiếp theo mình sẽ chọn một nhân vật nam ha, một nhân vật nam. Ok, anh chàng này có vẻ hay hay, mình sẽ chọn anh chàng này vậy. Rồi ok ha, chúng ta đã có được hai nhân vật ha, và tạo thành một câu chuyện các bạn ha. Rồi đầu tiên thì câu chuyện của mình ha, câu chuyện của mình sẽ bắt đầu bằng cảnh ha, nhân vật nam này ha, đang khóc rất là lớn ha, đang buồn đang khóc, thì nhân vật nữ này vô tình đi ngang qua và thấy ha. Cuộc trò chuyện đối thoại với hai nhân vật này sẽ bắt đầu ha, và chính cuộc trò chuyện và đối thoại này ha sẽ là nội dung chính của câu chuyện và sẽ làm cho khán giả chúng ta cảm thấy là vui vẻ và sảng khoái ha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ ha, bắt đầu với nhân vật nam chính này. Đầu tiên thì anh chàng này sẽ đang khóc ha, anh chàng này sẽ đang khóc ha. Đầu tiên mình sẽ ha, cho anh ta những cái cảm xúc trên khuôn mặt trước ha, các bạn vào phần này cho mình ha, Puppet Editor, các bạn chọn vào nhân vật chính xong các bạn chọn vào phần Puppet Editor. Rồi ở đây các bạn sẽ hiện ra cái cửa sổ ha, đó là chọn những cái khung cử động template có sẵn của Creative Talk ha, và phần này mình cũng đã nói trong video clip trước rồi, thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút này cho mình ha, Switch to Face ha, Face Puppet. Rồi thì đây là cái cửa sổ mà chúng ta đang muốn làm việc ha. Các bạn cũng thấy bên phải cửa sổ đó chính là khuôn mặt ha, khuôn mặt, và các bạn sẽ thấy khuôn mặt này sẽ được chia ra nhiều vùng ha, nhiều vùng nhỏ trên khuôn mặt ha, và những cái vùng này chính là những vùng thể hiện cảm xúc ha, và các bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng có những cái vùng mà nó có cái màu đậm hơn là những cái vùng khác, thì những cái vùng này chính là những cái vùng mà chúng ta sử dụng là những vùng cử động chính của chúng ta ha, còn những vùng màu nhạt là những vùng chúng ta không sử dụng đến và sẽ không có thể hiện cái cử động ở trên những cái vùng màu nhạt này ha, và chính là sự kết hợp của những cái vùng này trên khuôn mặt sẽ tạo ra những cái cảm xúc khác nhau của nhân vật các bạn ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có sáu ha, sáu cái loại chính các bạn ha, sáu cái loại này ha, thì cái sự phân loại nó cũng không rõ ràng lắm, nhưng theo mình kinh nghiệm của mình thì ha, thì loại thứ nhất là loại dành cho những ha, nhân vật có khuôn mặt ha, có khuôn mặt tam giác các bạn ha, có khuôn mặt tam giác ha. Rồi thứ hai là cho những nhân vật có khuôn mặt nói chung là tròn ha, tròn chỉnh hình quả trứng các bạn ha, Puffy. Rồi thứ ba là cho những nhân vật trẻ ha, những nhân vật trẻ còn nít vân vân ha. Rồi thứ tư là cho những nhân vật mà có độ quyến rũ cao, chẳng hạn như là phụ nữ ha, phụ nữ những cô gái trẻ ha, attractive ha. Và thứ năm là Trumpy là nhờ cho những nhân vật ha, hơi già một tí ha, hơi già một tí. Và thứ sáu là lại comic ha, comic là dành cho những nhân vật truyện tranh của chúng ta ha. Rồi với mỗi phần trong 6 phần này thì đều có những cái cử động cảm xúc ha giống nhau các bạn, giống nhau cũng đều có là general, có nghĩa là những cái cử động cảm xúc bình thường ha, khuôn mặt bình thường. Thứ hai là smiley là mỉm cười ha. Thứ ba là angry là giận dữ, sad là buồn ha, happy là hạnh phúc vui tươi, và cuối cùng là scare là sợ hãi ha. Và bất kỳ ha 6 phần đều có những cái cảm xúc như nhau, chỉ là do những cái khuôn mặt khác nhau thì Creator phân ra cho chúng ta như vậy ha.
Rồi, hơn hết ha, hơn hết sau này mình sẽ chỉ mình sẽ hướng dẫn ha, tutorial cho các bạn một cái phần là custom cảm xúc riêng. Thì hơn đó các bạn có thể save lại ha. Save lại cái cảm xúc riêng cho mình bằng nút này ha và mình mở ra để xài thôi ha. Không cần phải sử dụng những cái template có sẵn ha. Rồi, đầu tiên mình sẽ trở lại ha, trở lại là như thế này, anh chàng này đang khóc. Thì mình sẽ chọn một cái ha, cử động phù hợp với anh chàng này, đó là khuôn mặt buồn ha, buồn và đang khóc. Thì mình sẽ chọn thử ở đây ha. Set ha, set là bạn buồn, các bạn nhấn review ha. Và đây, ok, khuôn mặt này đang rất là buồn ha, sầu não ha. Rồi, mình tiến hành record luôn các bạn. Ok, đang rất là buồn ha. Ok, à mình cũng xin được nói thêm với các bạn như thế này ha. Khi các bạn nhấn ha, các bạn nhấn review ở đây thì nhân vật chúng ta vẫn chưa có thể hiện cảm xúc gì cả ha. Mà khi mà các bạn nhấn nhấn đưa chuột lên như thế này các bạn, đưa chuột thì nhân vật sẽ bắt đầu thể hiện cảm xúc ha. Nó sẽ hiện, nó sẽ phụ thuộc vào con chuột của chúng ta ha. Ok, máy mình hơi lắc một xíu các bạn. Rồi, ok ha. Và đây các bạn nhấn chuột này ha thì nhân vật sẽ chớp mắt ha, và các bạn ha rê chuột thì nhân vật sẽ thể hiện những cảm xúc khác nhau ha. Rồi, sau khi chúng ta việc cọc xong, chúng ta xem thử các bạn, xem thử coi nhân vật thể hiện như thế nào ha. Ok ha. Rồi, nhân vật chúng ta nó rất là buồn ha, và mình muốn đây là nhân vật chúng ta đang khóc. Và khóc thì chúng ta phải cần có những giọt nước mắt ha, những giọt nước mắt trào phun trào ra, thì đó là mình sẽ gọi đó là cái phụ kiện các bạn ha, và cái đó là phụ kiện động ha. Lần trước thì mình hướng dẫn các bạn là phần phụ kiện mà ha, phụ kiện như như là ha, trang sức này, mắt kính, điện thoại di động, banh vân vân các thứ, là những phụ kiện tĩnh ha. Ở đây là những cái phụ kiện động, thì cũng trong video clip trước ha, hướng dẫn ha, tổng quát các chức năng ha, thì mình cũng nói đến cái menu này rồi các bạn, Special FS ha, là những cái ha, những cái cử động đặc biệt ha, những cái phụ kiện đặc biệt của chúng ta đều nằm ở đây. Đó là những cái hình ảnh động các bạn ha, cũng rất là dễ dàng sử dụng thôi ha. Các bạn sẽ kéo lên kéo xuống như thế này ha, và chọn cái mình mong muốn. Ở đây mình sẽ chọn cái switch ha, switch nó tương tự những giọt nước mắt của chúng ta ha. Các bạn kéo vào ha. Rồi, ở đây thì mình sẽ cho hai cái ha, bởi vì hai mắt thì cần phải có hai giọt nước mắt. Rồi, với cái dòng nó bên đây thì mình sẽ flip và xoay nó lại ha, để xứng lại cho phù hợp. Rồi, ok. Rồi, mình chạy thử ha. Ok, rất là tốt. Ok, ha. Rồi, tiếp theo ha, mình sẽ hướng dẫn các bạn như thế này các bạn. Là nhân vật của chúng ta ha, không chỉ thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt không, và cũng không chỉ có những giọt nước mắt không, mà gây hiệu ứng mạnh với khán giả. Bởi vì ngoài cảm xúc khuôn mặt thì chúng ta cần phải có cái body language nữa các bạn, là những cái cử động, là những cái cử động, những cái hành vi của nhân vật thể hiện cho anh ấy là anh ấy đang buồn, chứ không chỉ là anh ấy đứng cứng đờ như thế ha. Nhân vật của chúng ta đứng cứng đờ như thế mà khóc thì nó cũng không có ảnh hưởng gì các bạn, chúng ta cũng rõ ràng là nó không phù hợp và nó không hay ha. Ngoài việc thể hiện trên khuôn mặt, chúng ta còn thể hiện qua ngôn ngữ cơ thể và hành động nữa, thì cái đó mới gọi là chuẩn ha. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn ha phần template tiếp theo. Thì phần này cũng đã có một video clip riêng về cho nó, thì mình sẽ lướt nhanh ha. Các bạn nào chưa nắm vững thì các bạn hãy xem lại video clip trước ha. Rồi, mình sẽ click chọn vào nhân vật ha, và chọn vào phần Puppet Editor như thế này. Và mình sẽ không sử dụng cửa sổ này nữa các bạn ha, mà mình sẽ chuyển về cửa sổ mà hành động ha. Switch to Body Puppet, nhấn vào nút này ha. Rồi, ở đây ha, rất nhiều hành động. Mình sẽ chọn qua cái hành động là Move ha, move cử động ha. Bởi vì mouse ha, mouse ở đây ha là thể hiện cảm xúc ha, và mình không cần ha, mình đã thể hiện trên khuôn mặt rồi, mình chỉ cần cái hành động của cơ thể move ha. Rồi, ở đây mình sẽ chọn là walk ha các bạn ha, đi bộ ha. Rồi, các bạn thấy ha, anh này là lúc mà các bạn sử dụng template ha, thì các bạn sẽ thấy anh bạn này vừa đi bộ vừa khóc ha, vừa đi bộ vừa khóc. Nhưng mà cái dáng đi bộ của anh ta vẫn chưa có vẻ gì là thểu não, vẫn chưa có vẻ gì là buồn cả ha các bạn ha. Thì chúng ta sẽ tinh chỉnh như thế này ha, các bạn theo sát mình một tí ở đây ha. Rồi, các bạn thấy ha, phần này thì mình cũng giới thiệu rồi ha, giới thiệu rồi cho các bạn luôn.
Ở đây sẽ có nhiều cái option cho các bạn lựa chọn ha. Đầu tiên là short dress và long dress ha các bạn ha. Thì các bạn kéo ha. Thì đây thể hiện cho cái độ dài sải chân của nhân vật ha, độ dài sải chân của nhân vật ha. Chúng ta kéo về không thì nhân vật sẽ bước đi rất là nhỏ nhẹ như thế này ha. Kéo về max thì nhân vật sẽ bước đi rất là dài. Thì ở đây đang trong cái tình huống chúng ta đang bật buồn và thẻo não, thì rõ ràng nhân vật chúng ta không thể bước sải chân dài tự tin như thế này được, mà phải là bước chân nhỏ các bạn, bước chân nhỏ như thế này thôi. Ok, vậy là vừa các bạn ha. Tiếp theo là fixed motion, có là những cái sự nhịp nhàng của cái đôi chân các bạn. Nếu các bạn kéo lên ha, đó thì các bạn thấy rất là nhịp nhàng ha. Thì mình có thể gọi một cách rất là thuần Việt ở đây đó là nâng cao đùi ha, một cách hài hước nâng cao đùi ha. Còn các bạn kéo xuống ha, đùi người ta thẳng băng luôn ha, không hay, không hay ha các bạn. Cho anh ta một xí gì đó nhịp nhàng ở đây, xí xí thôi đó. Rồi tiếp theo hips down, hips up. Hips đây cái hông các bạn, cái hông, cái vòng eo của chúng ta ha, chúng ta sẽ thấy ha, down up ha, down ha các bạn ha. Các anh ta sẽ chùng cái gối xuống như thế này ha, không nên ha, để vừa phải thôi các bạn. À, vừa phải nó nhịp nhàng như thế thôi. Rồi tiếp theo là hip motion, nghĩa là cái cử động lên xuống ha. Ha, có sự nhún ha, cái hông chúng ta có cái sự nhún nhẹ ha các bạn. Thì vừa đủ thôi các bạn, nhún vừa đủ thôi. Rồi. Arm forward hoặc arm backward các bạn ha, đó là cánh tay của chúng ta ha, backward là cánh tay đưa về phía sau luôn. Hoặc forward là đưa về phía trước hẳn luôn ha. Thì cái phần này mình chưa đụng tới các bạn, chưa đụng tới đâu. Tiếp theo mình sẽ vào arm swaying ha, arm swaying là cái đồ đánh tay ha, này cứ cứng đơ luôn ha, cái đồ đánh tay chúng ta chỉ nhỏ nhỏ thôi. Rồi tiếp theo là forearm bend, nghĩa là cái khuỷu tay các bạn, cái khuỷu ha, cái khuỷu đưa về phía trước ha, và cái khuỷu đưa về phía sau ha. Thì cái này mình sẽ nói sau rồi. Tiếp theo là bend, bend ha, đây là ngửa về phía sau hay là ngửa về phía trước ha. Thì ở đây anh ta đang trong quá trình mà cái dạng thẻo não các bạn ha, buồn rầu thì mình sẽ cho anh ấy hơi nghiêng về phía trước như thế, hơi nghiêng một xí về phía trước ha. Rồi, tiếp theo là total motion ha các bạn, đó là cái phần nhún ha, mình nói là cái phần nhún, cái nhịp nhàng cái thân các bạn, total cái thân, chung là hơi hơi thấp một xíu so với cái mức chuẩn dài đủ. Rồi lower head và raise head, với là cái đầu ngẩng và cái đầu cúi ha, này đầu ngẩng trời, đầu cúi xuống thì đang buồn, cái đầu cái cúi xuống đúng không các bạn, không ai buồn mà cái đầu ngẩng lên cả nè. Đó rồi đây là head motion, cái là cái sự nhún của cái đầu ha, nhún cái đầu, thì cái đầu chúng ta không nên nhún quá như thế này, cũng kỳ, vừa phải thôi, vừa phải thôi, xí xuống xí. Rồi thì lúc nãy mình đã bỏ qua cái phần tay ha, thì mình làm cái phần thân trước, xong mình qua phần tay sẽ dễ dàng hơn. Đây em phật quá và em bác quá ha, thì mình ở đây thì anh chàng này ha đang buồn, thì cái tay của anh ấy cũng hơi đưa 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 về phía trước ha, đưa về phía trước mà cũng đừng có đưa quá rồi, có thể là nó vuông góc với cái mặt đất thôi, bởi vì người anh ta thì đang cúi về trước thêm một góc nào đó, thì cái tay thì nó vuông góc mặt đất là vừa rồi các bạn ha, không nên cho cái tay nó ấy quá cũng không hay. Đây là cái độ đánh tay ha, thì đang buồn mà không phải đánh tay mạnh như vậy ha, đang buồn đánh tay nhẹ nhẹ thôi, yếu yếu như thế thôi đó, yếu yếu như thế thôi các bạn. Tiếp theo là forearm bend ha, cái khuỷu tay ha, thì khuỷu tay này thì mình cho nó ra trước một xí cho nó bình thường ha, ra trước một xí ha, cũng không nên cong quá như bị gãy tay vậy. Rồi các bạn ha, thì chúng ta đã vừa hoàn thành xong ha cái phần tinh chỉnh ha, cái phần tinh chỉnh cho nhân vật ha, cho cái biểu dạng thiểu não của anh ấy. Đầu cúi xuống một xí nữa ha, cái đầu cúi xuống một xí nữa ha, thấy nó có vẻ nó buồn hơn ha, cái bên này sắp xuống một tí nữa đó. À, nhìn rất là buồn ha, đi mà cái mặt cúi xuống ha, rất là buồn. Rồi chúng sẽ tiến hành record các bạn ha, nhấn space và tiến
ha, nốt dài chúng ta. Ok, chúng ta record xong. Chúng ta xem lại như thế nào các bạn. Cũng ổn các bạn ha. Thì mình không custom ha, mình sẽ chỉnh cái template của cái talk thôi. Mà được như vậy mình nghĩ là khá ổn rồi ha. Khi bằng custom thì mình sẽ làm cho nó hoàn chỉnh hơn ha các bạn ha. Rồi, anh chàng này vừa khóc rồi các bạn ha, vừa khóc rồi. Nhưng các bạn sẽ thấy cái vấn đề mới của chúng ta là như thế này các bạn. Vấn đề mới của chúng ta là như thế này, đó là anh chàng này ha. Anh chàng này đã nghiêng người xuống rồi nhưng những giọt nước mắt thì vẫn ở cái vị trí cũ của anh ta ha. Thì mình muốn là những giọt nước mắt sẽ nghiêng theo anh ta luôn ha, sẽ từ mắt mà phun ra chứ không phải là từ cái vị trí ban đầu mà phun ra như thế này ha. Thì đây sẽ là một cái mẹo nhỏ ha. Thì mình đã nói rồi ha, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái chức năng, chẳng hạn như trên cái menu này thì mình sẽ không có nói sâu về, không có clip nào mà nói riêng về cái menu này hết, mà qua những cái clip mà hướng dẫn về chức năng của CreateTalk như vậy thì sẽ phát sinh ra những cái vấn đề ha, và mình sẽ qua đó mình sẽ giải quyết các vấn đề ha. Và hơn hết là mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn những cái menu này luôn, thực tế luôn, các bạn dễ dàng nắm bắt luôn, bởi vì đây là những cái menu tinh chỉnh ha, và cần phải có tình huống cụ thể thì những cái menu này mới phát huy được tác dụng ha. Chứ không thể mà mình cứ nói nó chay cho các bạn, ừ menu này làm cái gì các bạn sẽ không hiểu, và ứng dụng những cái trường hợp thực tế như vậy ha thì các bạn sẽ dễ dàng hiểu hơn. Và để sửa cái lỗi này ha, một cái mẹo nhỏ ha, thì mình cũng sẽ sử dụng cái menu tinh chỉnh ở trên đây các bạn ha. Rồi các bạn tiến hành như sau ha, thì các bạn sẽ click vào ha cái giọt nước mắt như thế này ha, giọt nước mắt bên phải, mình sẽ tạm gọi là giọt nước mắt bên phải, và đây sẽ gọi là giọt nước mắt bên trái ha. Các bạn click vào bên phải và các bạn nhấn vào cái nút này cho mình ha, link và ứng link ha. Thì mình sẽ nói sơ về cái nút này là như thế này, link và ứng link là chúng ta sẽ có hai vật thể các bạn, hai vật thể, hai đối tượng ha, hai đối tượng. Thì hai đối tượng này khi chúng ta kéo từ menu vào ha, kéo từ cái template bên này vào thì đó sẽ là hai đối tượng độc lập với nhau và không có liên quan gì với nhau hết, như nãy giờ chúng ta làm ha, những giọt nước mắt ha và anh chàng này là hai đối tượng hoàn toàn cách biệt với nhau và không có một cái mối liên quan ràng buộc nào hết ha, đó là hai đối tượng độc lập. Thì cái menu link và unlink này chính là để liên kết hai đối tượng độc lập lại với nhau ha các bạn. Như trong trường hợp chúng ta thì đó là những giọt nước mắt ha, thì cái nơi khởi nguồn của giọt nước mắt đó chính là đôi mắt của nhân vật ha. Thì chúng ta phải link ha, chúng ta phải móc nối, chúng ta phải tạo cái liên kết giữa giọt nước mắt này với đối tượng chính của chúng ta, đó là nhân vật nam ha. Mình sẽ thể hiện ngay cho các bạn ha, các bạn click vào giọt nước mắt này và nhấn vào link ha. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy xuất hiện con trỏ chuột, nó sẽ đổi thành cái con trỏ chuột như thế này ha. Và khi mà đưa vào nhân vật nam thì chúng ta sẽ thấy rõ từng bộ phận của anh ta ha, như là tay chân mình, đầu vân vân các thứ các bạn ha. Thì đây chính là ý của cây talk, muốn chúng ta chọn chọn cái bộ phận mà những giọt nước mắt này sẽ phụ thuộc vào nó, sẽ từ đó mà xuất phát ra. Và khi khi bộ phận đó di chuyển thì những giọt nước mắt này cũng sẽ di chuyển theo bộ phận đó, đó là một sự ràng buộc các bạn ha. Rồi thì mình sẽ nói thêm như thế này, trong những trường hợp khác ha, trong những trường hợp khác, những trường hợp mà đòi hỏi không cần độ chính xác cao ha, chẳng hạn như mình sẽ nói như thế này ha, là một cái nón đi ha, một cái nón, khi mà chúng ta đội một cái nón, chúng ta đi đứng thẳng như thế này, nhân vật chúng ta đi đứng thẳng như thế này thì cái nón nằm ở vị trí trên đỉnh đầu chúng ta thì đó là hoàn toàn bình thường các bạn ha. Nhưng nếu nhân vật chúng ta đang đi thì vấp một cục đá và té xuống như ha, mình chẳng hạn cái trường hợp như vậy các bạn, nhân vật chúng ta té xuống thì cái nón cũng phải di chuyển theo cái đầu nhân vật chứ ha, chứ không thể là cái nón cứ bay lơ lửng và nhân vật thì nó té xuống đất ha. Thì đối với cái nón thì chúng ta có thể liên kết tới một cái bộ phận nào đó trên đầu, chẳng hạn như chúng ta có thể liên kết đến bộ phận là tóc vẫn được như thường, hay chúng ta liên kết lấy một phần là nguyên cái đầu như thế này, một cái đầu hoàn chỉnh như thế này vẫn được luôn ha. Thì đó là những cái vật dụng, những hai cái đối tượng mà liên kết với nhau nhưng không cần độ chính xác cao thì chúng ta có thể ha, chúng ta có thể tinh chỉnh nhanh như vậy. Còn đối với trường hợp này chúng ta thì đó là những đối tượng cần cái độ độ chính xác cao, bởi vì những giọt nước mắt này sẽ phun ra từ đôi mắt chứ không thể phun ra từ tóc hay là phun ra từ cái miệng hay phun ra từ má vân vân các thứ ha. Thì đó các bạn phải chọn cái nơi ha, mà cái những giọt nước mắt này phụ thuộc vào một cách chính xác nhất, đó là đôi mắt.
Thì hiện tại thì mình đang chọn những giọt nước mắt bên phải, thì mình sẽ chọn vào con mắt bên phải các bạn ha. Các bạn rê trượt vào con mắt và sẽ thấy một cái hình vuông xuất hiện, đó là thể hiện cái dấu tròn của chúng ta. Các bạn click vào. Rồi, ok. Các bạn sẽ làm tương tự với những giọt nước mắt bên trái ha, cũng nhấn vào link như thế và nhấn vào con mắt bên trái. Rồi, ok. Ha, cũng tương tự nếu như các bạn ha, nếu như các bạn mà muốn muốn bỏ đi ha, muốn bỏ đi cái sự liên kết giữa những nước mắt và con mắt, thì các bạn cũng click vào đây và nhấn ấn link. Và nhấn ấn link ha. Rồi xong, chúng ta đã bỏ đi cái sự liên kết đó ha. Ok, chúng ta chạy thử các bạn ha. Ok, như thế này các bạn ha, như thế này. Đó, làm tài thử các bạn ha. Như các bạn thấy là nó vẫn chưa đúng theo ý của chúng ta ha, vẫn chưa đúng theo ý của chúng ta. Ok, chúng ta sẽ mở dòng thời gian lên ha. Mình và các bạn cũng sẽ cùng nhau ha sửa những cái lỗi này, bởi vì trong lúc quá trình làm thì sẽ phát sinh những cái lỗi như thế ha, và chúng ta sẽ ha cùng nhau sửa những cái lỗi như thế. Ok. Motion ha, motion các bạn. Motion chính là ha cử động của chúng ta. Ok các bạn, à, sự là như thế này, cái hiện tượng này là như thế này các bạn ha, rõ ràng là như thế này. Các bạn kéo cái phần ha, motion qua một bên thì trên vật chúng ta sẽ thể hiện lại cái trạng thái ban đầu lúc mà chúng ta kéo nhân vật vào là đứng thẳng ha, là đứng thẳng như vậy. Thì các bạn thấy nhờ nước mắt nó đã thay đổi các bạn ha, đã thay đổi ha, bởi vì cái motion của chúng ta nằm ở ngay vị trí xuất phát luôn các bạn, nên lúc mà chúng ta đặt những giọt nước mắt vào á thì chúng ta cũng phải đặt cho nó đúng cái vị trí luôn ha, cho nó đúng cái vị trí của chúng ta luôn. Các bạn hãy xoay một xíu như thế này ha, cho nó đúng vị trí của chúng ta. Rồi mình sẽ nói về cái phần này ha, mình sẽ nói các bạn hiểu về cái phần này. Ha, mình sẽ nói cái phần các bạn hiểu cái phần này. Có nghĩa là tùy thuộc vào ha, đó là tùy thuộc vào cái trạng thái ban đầu của nhân vật ha. Mình sẽ ví dụ như các bạn như thế này. Trong trường hợp này chúng ta thì mình chỉ nói như thế này, thì mình chỉ nói là các bạn sẽ tinh chỉnh ha. Như lúc nãy mình tinh chỉnh á, là các bạn sẽ xoay ha, xoay và kéo xuống và để cho nó ngay đôi mắt của nhân vật ha. Còn cái trường hợp này là như thế nào thì mình xin được hướng dẫn các bạn như sau. Mình sẽ lấy ví dụ là nhân vật nữ này ha, nhân vật nữ này. Rồi mình cũng sẽ ha, đây là vị trí ban đầu của ta, mình sẽ cho những giọt nước mắt vào. Ok, các bạn cần phải hiểu rõ cái phần này để sau này các bạn sẽ dễ dàng hơn trong thao tác ha. Đây ha, đây ha. Rồi nhân vật nữ của chúng ta cũng đang khóc. Ok ha. Rồi tiếp theo mình sẽ chèn một cái hành động nào đó cho nhân vật nữ này ha. Các bạn nhớ là cái trạng thái của ta đang là đứng thẳng ha, và những giọt nước mắt này phù hợp với cái trạng thái đứng thẳng của ta ha. Cho nhân vật nữ một cái cử động, chẳng hạn như cử động này đi các bạn ha, thất vọng ha, depressed ha. Các bạn thấy ha, các bạn nhân vật nữ đã cúi xuống rồi ha, nhưng giọt nước mắt vẫn ở vị trí ban đầu của ta ha, là nằm ở đây phun ra ha. Thì mình sẽ sửa cái lỗi này như thế này, đó là nhờ vào cái ha, cái sự liên kết ha các bạn. Như mình đã nói rồi ha, liên vào con mắt bên phải và đang liên vào con mắt bên trái các bạn ha. Rồi các bạn sẽ thấy sẽ khác biệt ha. Ok, bây giờ mình sẽ record express và record các bạn
Ha, các bạn rõ ràng các bạn thấy là như vậy, đôi mắt đã theo sau đôi mắt của cậu ta ha, đã theo sau đôi mắt của cậu ta. Đó là phụ thuộc cái vị trí xuất phát của nhân vật các bạn, cái trạng thái khởi đầu của nhân vật. Đối với nhân vật nam chúng ta, khi các bạn nhấn stop ở đây ha, thì nhân vật nam ra trạng thái xuất phát là cái gì, là nhân vật nam đã cúi xuống rồi ha, nhưng mà nam đã cúi xuống rồi thì khi các bạn chèn những giọt nước mắt vào thì các bạn cũng phải chèn cho nó phù hợp cái trạng thái xuất phát của chúng ta ha, cái trạng thái xuất phát ban đầu của nhân vật nam đó là đang cúi xuống. Nếu các bạn chèn vào cái lúc mà cái trạng thái mà ha, kéo xuống như thế này, cái trạng thái mà đang đứng thẳng của nhân vật, thì khi nhân vật cúi xuống cho dù chúng ta có liên vào thì những giọt nước mắt cũng sẽ nằm sai vị trí ha, như các bạn cũng đã thấy rồi ha, giọt mắt cũng sẽ nằm sai vị trí ha. Mình sẽ chỉ là cho các bạn thấy rõ ràng một điều này như thế này ha, để cái body motion ha, ha cái body motion ha. Rồi. À, trong suốt quá trình chạy ha thì nước mắt ha sẽ theo sau cái body motion của nhân vật ha, và đơn và hơn hết nó cũng sẽ thay đổi cái trạng thái của nhân vật luôn các bạn, nó cũng sẽ thay đổi cái trạng thái của nhân vật luôn. Như các bạn thấy ha, khi hết cái body motion rồi, hết cử động rồi thì nhân vật chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên cái trạng thái này ha, như các bạn thấy ha, thì đó chính là khi chúng ta ép cái template của CreateTalk vào thì nó sẽ ngừng nó. Trong cây trót thì các bạn thấy là khi kết thúc một cái template của cây trót thì nó sẽ không trả về cái trạng thái ban đầu, mà nó kết thúc ở cái cử động nào thì nó sẽ đứng yên như vậy luôn các bạn ha, nhưng mà chúng ta cũng sẽ cúi xuống và đứng yên như vậy luôn, nó không trả về cái trạng thái đứng thẳng ban đầu ha. Thì hơn hết thì các bạn cũng phải ha, để ý đến cái trạng thái ban đầu ha, để các bạn chèn những cái phụ kiện vào cho chúng và chính xác các bạn ha. Rồi ok ha, thì mình xin được tóm tắt lại là như thế này ha, về cái vấn đề của chúng ta đó là ha, khi các bạn ép phụ kiện vào các bạn ha, các bạn ép phụ kiện vào thì các bạn phải để ý đến cái trạng thái ban đầu của nhân vật các bạn ha, ha cái trạng thái ban đầu của nhân vật. Bởi vì khi ha, đối với những giọt nước mắt của chúng ta ha, với nhân vật nữ này ha, đối với nhân vật nữ này ha, Cherry ha, thì trạng thái ban đầu của cô ta là gì các bạn, mình sẽ cho mình các bạn xem ha, trạng thái ban đầu của cô ta là đứng thẳng. Thì khi các bạn thêm phụ kiện vào ha, mình đang nói đây là cái quy trình luôn ha, khi các bạn thêm phụ kiện vào ha, đối với trường hợp chúng ta là những giọt nước mắt thì các bạn cũng phải tinh chỉnh cho những giọt nước mắt ha. Đầu tiên các bạn kéo vào xong thì các bạn phải tinh chỉnh sao cho những giọt nước mắt nó ngay với vị trí xuất phát của nó, là ngay đôi mắt của cô bé này ha, là ngay đôi mắt của cô bé này ha. Rồi đúng không các bạn ha, thì đó là cái lưu ý thứ nhất ha. Cái lưu ý thứ hai là khi mà các bạn cho cái body motion vào các bạn, cho cái body motion vào ha, cái body motion là cái này ha, thì khi đó cái giọt nước mắt của chúng ta nó mới di chuyển theo đôi mắt của nhân vật. Bởi vì khi các nhà lập trình của CreateTalk ha, lập trình cái ha, cái chức năng liên ứng liên á, thì họ sẽ cho chúng ta những cái tùy chỉnh là cho biết là cái đối tượng mà cái những giọt mắt này nó phụ thuộc vào ha. Và khi cái đối tượng chẳng hạn như đôi mắt này ha, mà nó di chuyển ha, thì nó di chuyển xuống một góc độ bao nhiêu thì những giọt nước mắt cũng sẽ tương tự di chuyển một góc độ bấy nhiêu ha. Nếu như ha, mình nói đây, nếu như các bạn ha, ban đầu các bạn đặt những giọt nước mắt này không phù hợp ha, có nghĩa là không nghe đôi mắt của nhân vật, chẳng hạn như ở đây đi ha, nghe đôi môi này đi ha, nghe đôi môi này đi, đó là các bạn đặt sai vị trí khởi nguồn ban đầu của nó ha. Thì khi các bạn liên vào, cho dù các bạn có liên vào đúng đôi mắt gì nữa, thì lúc mà nó quay một góc thì cái góc đó nó cũng sẽ không phù hợp với mong muốn của các bạn ha. Mình sẽ cho chạy thử, bạn thấy ha, nó sẽ tùy thuộc theo cái góc ban đầu mà nó đã được thiết lập ha, cái đối tượng ban đầu mà nó được thiết lập quay một góc bao nhiêu độ ha, thì cái đối tượng phụ thuộc nó cũng sẽ quay một góc bấy nhiêu độ. Và cái quyết định ở đây chính là cái ban đầu, cái góc ban đầu mà chúng ta, cái thông số đầu vào mà chúng ta đã đưa vào cho nó, có nghĩa là chúng ta phải đưa thông số đầu vào của chúng ta chính xác ngay đôi mắt này, thì khi đôi mắt di chuyển thì nhân vật đôi mắt này mới di chuyển theo đúng và hợp lý đối với đôi mắt ha. Đó, mình tóm tắt lại như thế này các bạn dễ hiểu rồi ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục cái câu chuyện của mình ha, thì mình sẽ xóa hai giọt nước mắt này đi ha, nhân vật nữ chúng ta không có khóc mà sẽ rất là vui vẻ ha, cũng không có cái body motion này luôn ha, các bạn xóa đi.
Ok. Rồi. Chúng ta xét qua nhân vật nam ha. Nhân vật nam rất là tốt ha. Đang vừa đi vừa buồn rất là thiểu não. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ add ha. Mình sẽ add cái giọng nói cho nhân vật nam ha. Mình sẽ add cái giọng nói cho nhân vật nam và mình set khoảng thời gian là bao lâu ha. Rồi mình sẽ add giọng nói các bạn ha. Thì như những cái video clip trước mình đã giới thiệu cho các bạn tất cả những chức năng mình vừa nói tới rồi ha. Thì những video clip tiếp theo ha, mình sẽ cũng như một bài ôn lại cho các bạn ha, một review ôn lại cho các bạn những chức năng trước ha. Và có thể là các bạn sẽ thấy được cái sự kết hợp ha, sự kết hợp những cái ha, cái mẹo những cái chức năng đó để tạo thành một bộ phim như thế nào ha. Thì các bạn sẽ biết được cái phương pháp đó ha. Tiếp theo mình sẽ add vào giọng nói cho nhân vật ha, các bạn click vào ha, add voice ha, và mình sẽ record voice luôn ha. Đây là cái menu record của mình ha, các bạn chọn cái microphone ha, âm lượng 100 luôn, các bạn sẽ nhấn vào nút đỏ này. Và khi mình nhấn vào nút đỏ này, mình sẽ tiến hành ha, mình sẽ tiến hành record cái giọng nói cho nhân vật ha. 1, 2, 3, chúng ta bắt đầu. Tôi buồn quá, tôi buồn quá. Rồi, các bạn nhấn stop thì nó sẽ lưu lại ha, các bạn nhấn play để nghe. Tôi buồn quá, tôi buồn quá. Ha. Tôi buồn quá, tôi buồn quá. Rồi, các bạn đã biết được cách record như thế nào ha. Các bạn nhấn OK. Thì Creator Talk sẽ tự động thêm. Tôi buồn quá, tôi buồn quá. Đó, thì các bạn thấy là như thế này ha. Tôi buồn quá, tôi buồn quá. Đó, thì Creator Talk sẽ tự động tạo một cái cử động ha, một cái cử động cho cái miệng của nhân vật để phù hợp với ha, cái giọng nói và cái âm thanh mà chúng ta đã truyền vào. Thì về cái phần vấn đề cử động miệng thì các bạn sẽ cũng không còn quan tâm nhiều đâu, bởi vì Creator nó làm khá tốt vấn đề này ha. Rồi, để các bạn thấy được cái file ha, cái file mà các bạn vừa ghi âm, thì các bạn vào kích loại nhân vật chính và nhấn Open Timeline Track. Ở đây các bạn sẽ nhấn vào tab Facial ha. Đây, các bạn sẽ vào Voice Clip ở đây ha. Voice Clip là cái voice của chúng ta ha. Các bạn cũng có thể tinh chỉnh ha, các bạn có thể kéo lên kéo xuống hoặc là xóa vân vân các thứ ha. Cũng rất là dễ dàng ha. Rồi. Mình sẽ làm cho nó khớp các bạn ha, có khớp này. Tôi buồn quá, tôi buồn quá. À, cứ là vừa kết thúc xong thì ha, thì mình sẽ chuyển sang cái cảnh khác ha. Vừa cái là nhân vật đó vừa nói xong hô tôi buồn quá, tôi buồn quá, thì sẽ chuyển sang cảnh nhân vật nữ ha. Thì lúc đó nhân vật nữ sẽ hỏi ha, và nhân vật nam sẽ ngưng khóc và trả lời ha. Thì ngưng khóc và trả lời thì mình sẽ làm như sau. Các bạn cũng sẽ tiếp tục mở một phần Open Timeline Track ha. Và đây là cái phần mà cái giọng nói của mình thu âm kết thúc là ngay phần này ha. Còn đây là cái phần cử động của nhân vật ha. Ha, mình sẽ tiếp tục cho nhân vật cử động tới hết cái phần mà mình kết thúc cái giọng nói luôn các bạn ha. Kéo lên một xí. Rồi, để xem. Tôi buồn quá, tôi buồn quá. Đó, rất là tốt rồi. Cái đó phần đó xong thì những giọt nước mắt cũng sẽ biến mất luôn ha, tới ngay vị trí này thì những giọt nước mắt cũng sẽ biến mất luôn ha. Các bạn sẽ kéo cái phần trỏ thời gian ngay vị trí này, rồi các bạn để đó cho mình ha, tắt này đi, phải nhớ là ngay vị trí này các bạn ha, vừa kết thúc cái giọng nói thu âm của mình ha. Rồi các bạn tắt này đi, thì các bạn để ý mình kéo cái trỏ này thì cái trỏ này nó cũng đi theo các bạn ha, rất là quan trọng các bạn ha, cái trỏ phía dưới này này. Rồi các bạn tắt đi. Tiếp theo mình sẽ qua cái phần nước mắt ha. Thì phần nước mắt này vừa nói xong thì mình sẽ, tức là mình cho tắt cái giọt nước mắt này đi để mình chuyển camera qua nhân vật nữ chính ha. Rồi mình sẽ tắt nó đi bằng cái nút này các bạn ha, show 2 ha, các bạn click chọn vào những giọt nước mắt và nhấn 2 ha, con mắt sẽ nó đóng lại khép lại và những giọt nước mắt biến mất ở ngay tại vị trí thời điểm này ha. Tiếp theo cũng tương tự như vậy đối với giọt nước mắt bên đây. Rồi chúng ta chạy lại ha. Tôi buồn quá, tôi buồn quá. Đó. Khi vừa kết thúc thì chúng ta sẽ chuyển camera qua nhân vật nữ, thì những đôi mắt nó không cần thiết nữa, bởi vì sau khi nhân vật nữ thấy nhân vật nam và nhân vật nữ sẽ hỏi một câu gì đó thì nhân vật nam sẽ bình tĩnh và trả lời, và đôi mắt thì sẽ không cần thiết nữa, chúng ta cất nó đi ha. Rồi tiếp theo sẽ đến nhân vật nữ các bạn ha. Nhân vật nữ sẽ vào và hỏi một câu gì đó rất là ha, rất là dễ thương ha, rất là xinh. Chúng ta sẽ vào phần nhân vật nữ ha, có bình timeline check phần transform ha.
ta kéo về các bạn. Lúc nãy có lẽ mình hơi mình ở tay mình chỉnh đó các bạn ha. Mình sẽ có một cái trend form riêng nhưng mà bây giờ mình không cần ha, chưa cần. Rồi. Thì mình ứng chúng ta sẽ từ bên ngoài bước vào ha. Thì từ bên ngoài bước vào thì mình cũng đã ha giới thiệu cho các bạn trong những video clip trước ha. Từ bên ngoài bước vào ha. Thì các bạn xem lại video clip trước, mình sẽ lướt nhanh vào phần này ha. Đầu tiên ha thì cốt truyện mình sẽ như thế này, nhân vật nam đang không, mọi nhân vật nữ sẽ bước vào ha, mọi nhân vật nữ sẽ bước vào thì ok, nhân vật nữ sẽ bước vào, mình cho nó một khoảng thời gian ngắn thôi, 25 này đi, nhân vật nữ sẽ bước vào tới đây và cuộc trò chuyện sẽ bắt đầu rồi một xí. Ok rồi ha, các bạn chạy thử. Tôi buồn quá, tôi buồn quá. Ok, mình có thể chỉnh xa một xí ha, chỉnh xa một xí cho mọi người bước chậm vào thôi. Tôi buồn quá, tôi buồn quá. Xa một xíu nữa ha, mọi người bước chậm rãi thôi. Thì nhân vật nam vừa kết thúc thì nhân vật nữ sẽ hỏi luôn ha, hoàn chỉnh chỉnh dòng thời gian cho nó phù hợp. Tôi buồn quá, tôi buồn quá. Rồi mình nghĩ như là vừa ha, đây là vừa rồi các bạn. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục ha. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Đó, Tôi buồn quá, tôi nhân vật buồn nữ di quá. chuyển vào ha. Thì như các bạn mình cũng nói thêm một chút về như thế này các bạn ha, thì cái cách mà nhân vật nữ di chuyển các bạn ha, các bạn càng để cho thời gian càng dài thì cô ta di chuyển càng chậm ha, các bạn cũng dễ dàng nhận biết điều đó Tôi buồn quá, tôi đúng buồn không nào, quá. bởi vì nó theo công thức thì là như thế này các bạn, quãng đường bằng thời gian nhân vận tốc, chắc chắn các bạn đã biết công thức này rồi ha, thì cũng như vậy thôi ha. Thì quãng đường cố định ha, chúng ta cho quãng đường của ấy là cố định từ đây tới đây ha, thì cái vận tốc của ấy di chuyển như thế nào sẽ phụ thuộc vào cái thời gian của chúng ta ha. Nếu như chúng ta cho thời gian dài thì cô ấy sẽ chuyển chậm thôi ha, di chuyển chậm thôi, còn nếu chúng ta thời gian quá ngắn đi thì cô ấy sẽ di chuyển cực kỳ nhanh ha. Quãng đường bằng thời gian nhân vận tốc, các bạn nhớ công thức đó giùm mình ha. Rồi mình sẽ cho khoảng ở đây là vừa ha. Tôi buồn quá, tôi buồn quá. Cái này đi, Tôi buồn quá, tôi buồn quá. rồi đẹp rồi ha, các bạn nhớ công thức đó nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ add cái hành động cho nhân vật nữ này ha, đó là hành động đi bộ ha. Đi bộ mình sẽ lướt nhanh các bạn ha, lướt nhanh luôn rồi qua những phần quan trọng hơn ha, S-walk. Còn những bạn nào mà thấy mình nhanh quá hay mình lướt nhanh qua những cái chức năng đó mà bạn chưa nắm vững thì bạn xem lại những video clip trước giùm mình ha. S-walk ha, walking ha, đi bộ vào. Tôi buồn Rồi quá. ok, good ha. Vừa vừa tới cái điểm dừng thì mình cho cô ấy dừng đi bộ ha. Tôi buồn quá, tôi Rồi ok, Tôi buồn quá, tôi buồn quá. rồi ha. Tôi buồn quá, tôi buồn quá. Rồi cô ấy bước vào ha, rồi khi cô ấy bước vào thì cô ấy sẽ nói một điều gì đó các bạn ha, cô ấy sẽ nói một điều gì đó ha. Đầu tiên là cô ấy sẽ thể hiện cảm xúc ha, cảm xúc mà ô bạn có chuyện như vậy ha, có thể là nói là như vậy ha, thì có chuyện gì vậy bạn ha. Mình cũng có thể nói là ha, một câu chuyện nào đó mình có thể ha, mình sẽ nghĩ ra một cái ha, câu nói nào đó rất là hay hay và để cho nhân vật ha, nhân vật nam bắt đầu kể câu chuyện của mình vì sao anh ta lại khóc ha. Thì đầu tiên nhân vật nữ sẽ thể hiện một cái ha cảm giác ha, một cái cảm xúc ngạc nhiên trên khuôn mặt các bạn ha. Từ lúc mà cô ta bước vào á, cô ta bước vào tới đây á thì cô ta vẫn đang bình thường ha, cho đến khi bước vào tới đây thì cô ta sẽ thể hiện sự ngạc nhiên và hỏi nhân vật nam ha, chúng ta sẽ thể hiện cô ấy cho cô ấy một cái cảm xúc ha. Vào phần comic ha, rồi mình nói là ngạc nhiên ha, thử này xem. À chưa được, chưa được, à cũng chưa được luôn. Ha, các bạn để mình thấy ha,
đôi mắt nhân vật cũng sẽ di chuyển theo con trỏ chuột của chúng ta ha. Rồi ok ha, mình sẽ chọn cái ha, cảm xúc này ha, 002 ha, mình sẽ viết cọc ha. Tôi buồn quá. Rồi. Tôi buồn quá, tôi buồn quá. Ha, nhân vật nữ sẽ là liếc nhìn nhân vật nam ha và hỏi ha. Đây mình sẽ kéo dòng thời gian nha. Rồi, bắt đầu nhân vật nữ sẽ liếc nhìn ha. Thì mình mở dòng thời gian lên các bạn ha, cho dễ chỉnh luôn. Cherry ha. Or emotion. Facial. À, thì mình ngưỡng ngừng lại rồi cô ấy sẽ đưa mắt và nhìn và nói với Nhật Nam ha, nghe vị trí này đi, rồi mình sẽ ép cái giọng nói của mình vào nghe vị trí này ha, các bạn nhớ để ý là phải đưa con trỏ thời gian vào đúng ngay cái thời gian cái thời điểm đó ha, rồi mình sẽ ép giọng nói vào vì cọc voi. Ô có chuyện gì vậy bạn? Ô có chuyện gì vậy bạn? À mình hỏi như vậy ha, nếu ok Nói tôi ha, buồn cũng như quá. bạn nữ sẽ là hỏi Tôi buồn quá, tôi ô buồn có chuyện gì quá. vậy bạn? À ok ha các bạn ha, thì có thể ha, Tôi buồn quá, tôi ô buồn có chuyện gì quá. vậy bạn, thì mình đã nói rồi ha, mình đang sử dụng những cái template của Crazy Talk và nhiều bạn sẽ nói là ừ cái bản này nó chưa hay lắm ha, nó chưa chuẩn lắm, thì như mình nói đây chỉ là mình sử dụng những cái template thôi ha, còn muốn chuẩn muốn hay thì các bạn phải tự ha, tự biên cho mình những cái hành động chuẩn cho từng nhân vật trong từng tình huống cụ thể ha. Rồi nhân vật nữ sẽ hỏi ha, nhân vật nữ sẽ hỏi Tôi buồn quá, tôi ô buồn có chuyện gì quá. vậy bạn, nhân vật nam sẽ ngưng khóc lúc đó và trả lời nhân vật nữ ha, và khi anh ta ngưng khóc các bạn, và khi anh ta ngưng khóc thì sẽ như thế này, mình sẽ tiếp tiếp tục theo cái dòng thời gian của mình ha, phải bám sát cái dòng thời gian của mình ha, đây là của Cherry các bạn ha, Cherry nè, đây là nhân vật Jenny vừa nói xong ha, các bạn phải nhớ là luôn luôn bám sát cái dòng thời gian. Tới đây à, tới đây là vừa kết thúc của Cherry ha. Thì lúc này á, mình tưởng tượng là cái camera sẽ quay vào Cherry ha. Và khi vừa kết thúc Cherry sẽ chuyển camera quay qua cho nhân vật nam là SD à. Quay qua cho nhân vật nam ngay lập tức. Thì lúc này nhân vật nam sẽ thay đổi tư thế các bạn ha. Thì mình đưa con chỏ chuột vào ngay đây ha, đưa con chỏ chuột vào ngay đây. Sau đó mình sẽ chỉnh vào nhân vật nam ha. Chỉnh vào nhân vật nam. Mình cho nhân vật nam thay đổi tư thế. Có thể lúc này ha, có thể lúc này các bạn sẽ cảm thấy là ừ mình đi hơi nhanh một xí. Nhưng tất cả những cái chức năng này mình đã giới thiệu cho các bạn trong video clip trước và mình chỉ tập trung vào phần thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt ở video clip lần này. Nếu như các bạn cảm thấy mà chưa vững thì các bạn xem lại video clip trước ha. Thì các bạn cũng cần phải tập luyện thêm để các bạn vững ha. Rồi mình sẽ cho nhân vật nam đổi tư thế ha. Rồi hôm nay mình tiếp tục cho nhân vật nam đổi tư thế ha các bạn ha. Thì sau khi các bạn tinh chỉnh cái dòng thời gian của nhân vật nam đó các bạn ha, thì các bạn sẽ tiếp tục vào cái menu này cho mình ha, menu đổi tư thế này cho mình ha. Rồi các bạn sẽ chọn một tư thế để mà lúc mà nhân vật nữ ha, hỏi chuyện xong thì nhân vật nam sẽ ngưng khóc và tiếp tục trả lời cho nhân vật nữ ha. Thì mình sẽ vào cái menu là talk các bạn ha, nói chuyện ha, speak ha, mình chạy thử coi cái nào hợp thì mình dùng Nghe thôi vậy bạn. ha. Rồi rồi mình tạm thời tắt âm thanh một xí ha. Ờ không phải thế này, Hooray cũng không phải luôn, thì xem cái hành động nào nó phù hợp các bạn ha. Ok chắc có lẽ là mình nên vào phần này các bạn ha, normal ha. Nhân vật nam chỉ cần đứng dậy và nói chuyện với nhân vật nữ thôi một cách bình thường thôi ha, sau khi được hỏi ha. Rồi ok mình sẽ chọn cái thế này ha, rồi một chọn hai cái thế này đó rồi, rồi mình sẽ nhấn space ha để record lại ha. Rồi. Rồi.
Thì cái thời gian bao nhiêu đó là tùy chỉnh cho các bạn ha. Thì để xem Việt Nam vừa vừa đủ trả lời một cái câu nào đó ha, thì cái hành động nó cũng tương thích như vậy. À, thì mình sẽ chạy lại. Đây, nhân vật ngữ hỏi xong, nhân vật nam đứng dậy và trả lời ha. Thì sau khi mình làm cho cái phần này xong ha các bạn, thì mình sẽ tiếp tục lồng tiếng cho nhân vật nam trả lời ha. Rồi, nhân vật nam sẽ trả lời như thế nào thì mình phải lồng tiếng cho anh ấy. Kiểu như là các bạn phải nhớ đến cái dòng thời gian ha các bạn. Dòng thời gian rất quan trọng. À, đây là cái chuỗi clip mà nhân vật nam ngưng khóc ha, đè đang khóc ha. Và khi con trỏ thời gian chạy qua tới đây thì nhân vật nam sẽ ngưng khóc và đứng dậy trò chuyện ha. Thì mình sẽ bắt đầu ghi âm ngay từ cái đoạn mà nhân vật nam đứng dậy như thế này ha. Rồi mình kéo con trỏ thời gian ngay đây và bắt đầu ghi âm ha. Rồi ghi âm thì các bạn vào đây các bạn ha, add voice, các bạn nhấn vào record voice ha. Rồi thì trong phần này nhân vật nam sẽ trả lời như sau các bạn. Ha. Các bạn chọn vào microphone cho nó lựa lên mức cao nhất luôn ha. Rồi, như Việt Nam sẽ nói như thế này. Hồi lớp 9, tớ có yêu một cô bé học lớp 7 và tớ quyết định ở lại 2 năm để chờ cô ấy. Rồi, các bạn sau khi các bạn nhấn record xong ha, các bạn nhấn stop và các bạn nghe lại. Mình chỉnh âm thanh lên một xí. Hồi lớp 9, tớ có yêu một cô bé học lớp 7 và tớ quyết định ở lại 2 năm để chờ cô ấy. Ha, đó, đó là cái phần ghi âm của mình các bạn ha, đó là phần ghi âm của mình. Rồi, mình sẽ nhấn OK để mình lưu lại cái phần này. Ha, rồi mình sẽ nghe lại. Thì mình đang hướng dẫn ở đây giống như là ha, mình đang review lại cho các bạn, ôm lại cho các bạn tất cả những video clip trước luôn ha, mình gom lại hết ha, những video clip trước, những cái thủ thuật, cái phương pháp như thế nào cũng đi gom lại hết, ôm lại cho các bạn trong video clip lần này luôn ha. Tôi buồn quá, tôi Không buồn có chuyện quá. gì mấy bạn. Hồi lớp 9, tớ có yêu một cô bé học lớp 7 và tớ quyết định ở lại 2 năm để chờ cô ấy. À, các bạn ha, rất là ổn ha. Thì lúc mà nhân vật nam nói như vậy á, thì camera mình sẽ tưởng tượng là camera sẽ quay cận nhân vật nam ha, bởi vì đó là một cuộc trò chuyện hội thoại giữa hai người, thì tới lượt người nào nói thì camera sẽ quay trực tiếp vào người đó, thì mình cũng không cần chú ý đến cái nét mặt của nhân vật nữ lúc mà nhân vật nam đang nói ha. Ha, từ khi mình làm chuyên sâu đằng sau thì ha, chẳng hạn như những cái câu đó ha, những cái câu nói của nhân vật nam rất là sốc hay là rất là bất ngờ, thì lúc trong nhân vật nam vừa nói thì mình cũng quay sang nhân vật nữ, mình xem cái gương mặt của cô ấy như thế nào, phản ứng như thế nào ha. Hiện tại thì ở đây mình không có đưa cho bạn cái trường hợp đó, thì mình chỉ đây là những cái trường hợp đơn giản để mình minh họa cho các bạn cách sử dụng những cái phương pháp mà mình đã hướng dẫn cho các bạn trước đó, và nhất là hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng tạo cảm xúc cho nhân vật ha các bạn ha. Rồi. Tôi buồn quá, tôi Không buồn có chuyện quá. gì vậy bạn. Hồi lớp 9, tớ có yêu một cô bé học lớp 7 và tớ quyết định ở lại 2 năm để chờ cô ấy. Ha, à. Tiếp theo các bạn ha, tiếp theo thì sau khi nhân vật nam nói như vậy ha, thì nhân vật nữ các bạn, nhân vật nữ sẽ tiếp tục ha câu chuyện của chúng ta như thế này. À, nhân vật nữ ha, sau đó các bạn tưởng tượng là camera sẽ quay cận cảnh vào nhân vật nữ ha, và mình sẽ kích và mình sẽ chỉnh lại cái ha cái cảm xúc của nhân vật nữ ha. Thì cũng như thế ha các bạn kích vào nhân vật nữ và chọn ha Puppet Editor các bạn ha, sau đó các bạn vào phần này cho mình ha, Switch to Face Puppet. Hiện tại thì mình đã hướng dẫn các bạn chỉnh nhân vật, chỉnh cảm xúc cho nhân vật nữ ha, chỉnh cái nét mặt của cô ấy ha. À, thì lúc này thì cô ấy nghe xong câu chuyện đó và cô ấy bắt đầu phản ứng lại các bạn, thì nghe xong câu chuyện cái anh bạn này đúng là kỳ lạ, anh ấy học lớp 9 mà anh ấy là thích một cô bé học ở lớp 7 và anh ấy quyết định ở lại lớp 2 năm chỉ để chờ cô bé này, thì rõ ràng là trường hợp rất là lạ và rất là bất ngờ ha. Thì mình sẽ chọn một cái nét mặt như thế nào đó cho nó tương xứng.
Chẳng hạn ha, một cái nét mặt như thế nào đó ha. Thì có lẽ cái mặt của mày sẽ hơi 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 bất ngờ hơi bất ngờ và cảm thấy kỳ lạ các bạn ha, hơi bất ngờ và cảm thấy kỳ lạ một xí, thì mình sẽ chọn cái nhân cái nét mặt ra cho nó phù hợp. Ok, mình sẽ chọn cái mặt này đi các bạn ha. Nhân vật này ha, và nhân vật nữ sẽ trả lời câu nói của nhân vật nam như thế nào ha, với cái gương mặt này ha. Ở lại hai lớp chỉ để chờ một cô bạn học lớp 7 ha. Rồi, mình sẽ nhấn record ha, mình sẽ nhấn record các bạn ha. Rồi, chính tớ có yêu một ok, chưa chưa chưa, mình chưa chỉnh dòng thời gian các bạn, mình chưa chỉnh dòng thời gian ha, mình đâu lại đi. Rồi, chưa chỉnh dòng thời gian. Tôi buồn quá, tôi ồ, buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? À, hồi lớp yêu một cô bé học lớp 7 và tớ quyết định ở lại 2 năm để chờ cô ấy. Ok, mình sẽ mở dòng thời gian ra. Tớ có yêu một cô bé học lớp 7. Ha, mình phải chỉnh vào SD rồi ha, là facial các bạn ha. Chỉnh vào SD. Và sao cái đoạn ghi âm đó nó kéo dài đi đâu? Hồi lớp 9, tớ có yêu một cô bé học lớp 7. Đây, voice của SD các bạn ha, rất là dài các bạn. Đây là cái cây của voice của SD ha, mình vừa làm tiếng xong. 2 năm để chờ cô ấy. Ha, đây là kết thúc các bạn ha. Đây là kết thúc cái giọng của nó của SD, thì nhân vật nam vừa kết thúc các bạn. Thì sẽ nhân vật nữ sẽ tiếp lời ha. Nhân vật nữ tiếp lời thì mình phải chọn con trỏ thời gian vào đúng ngay cái thời khắc mà nhân vật nam vừa dứt ha, thì nhân vật nữ sẽ tiếp lời ha. Thì các bạn mình nói rồi, để cái dòng thời gian cái timeline này ha rất là quan trọng trong cái việc ha làm phim hoạt hình hay là làm bất kỳ bộ phim nào khác ha, thì dòng thời gian cũng rất là quan trọng, các bạn phải canh thời gian cho nó chuẩn thì phim của chúng ta nó mới hay các bạn ha. Rồi, chúng ta chỉnh cái con trỏ thời gian ở đó và chúng ta tiến hành ha ghi âm lại ha, ghi âm ha. À, đầu tiên thì chúng ta nên tiến hành chỉnh nước mặt trước đi, chỉnh nét mặt cho nhân vật nữ trước đi ha. Và đây là nét mặt mình mong muốn ha các bạn ha. Quay sao? Ồ, anh chàng này đúng là à, các bạn ha, quay rất là ngạc nhiên ha. Rồi, đó, đây là cái mặt mình mong muốn ha. Mình sẽ nghe lại ha. Tôi buồn quá, tôi Ồ, buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? Hồi lớp 9, tớ có yêu một cô bé học lớp 7 và tớ quyết định ở lại 2 năm để chờ cô ấy. À, rồi. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành phần lồng tiếng các bạn ha. Tiến hành cái phần lồng tiếng. Ha, ngay đây. Nhích một xí ha, rồi. Tiến hành phần lồng tiếng cho nhân vật nữ hay là record voice. Thật sao? Còn đúng là đại điều đấy. Ha, mình sẽ ha, đó là cái câu của mình ha. Thật sao? Cậu đúng là đại liều đấy. Rồi. Thật sao? Cậu đúng là đại liều đấy. Ha. Rồi, mình ok. Thật sao? Cậu đúng là đại liều đấy. Ha. Tôi buồn quá, tôi Ồ, buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? Hồi lớp 9,
Tớ có yêu một cô bé học lớp 7 và tớ quyết định ở lại 2 năm để chờ cô ấy. Thật sao? Cậu đúng là đại liều đấy. À, nhân vật nữ vừa nói xong ha, nhân vật nam sẽ tiếp tục ha câu chuyện của chúng ta ngay. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục qua nhân vật nam các bạn ha, còn phần background phong cảnh thì mình sẽ chỉnh sau ha. Đó. Tiếp theo sau khi nhân vật nam nói xong ha, thì nhân vật nữ phản ứng lại, nói là, ừ sao cậu liều thế? Thì nhân vật nam mới nói, sau khi nhân vật nghe nhân vật nữ phản ứng như vậy, nhân vật nam mới tiếp tục câu chuyện ha, tiếp tục câu chuyện. À, và đây mới chính là hai cái nút thắt của câu chuyện ha các bạn ha. Thì như bạn nam sẽ tiếp tục đổi tư thế các bạn. Như bạn nam sẽ tiếp tục đổi tư thế. Mình đánh thời tắt tiếng nha các bạn ha. Để cái body motion thôi. À, à. Nhưng mà vấn đề này các bạn, vấn đề này là mình phải chỉnh cái dòng thời gian sau khi mà hai nhân vật nữ vừa dứt cái câu cuối cùng của cô ấy dựa với cái câu mà gần nhất của cô ấy, chứ không phải là sau khi nhân vật nam vừa đổi tư thế ha. Thì nếu mình làm như vậy thì cái dòng thời gian nó sẽ không chuẩn ha các bạn ha. Mình sẽ vào cherry các bạn ha, vào menu này và vào phần actor và click vào cherry ha. Mình sẽ vào phần phần đó gọi là body motion trước đi. Đây phần body motion của cherry ha, sau khi cô ấy vừa hỏi là có chuyện gì thế ha, là ngưng ha. À, sau đó chạy một khoảng các bạn ha. Tiếp đó là nhân vật nam, Perfect Editor của nhân vật nam ha. Perfect Editor của nhân vật nam. Rồi chúng ta lại kéo xuống như thế này. Và đây Perfect Editor của nhân vật nữ các bạn ha. Và đây Facial là cái phần cảm xúc khuôn mặt của cái nhân vật nữ ha. Cherry con ha, Cherry ha. Chính tớ có yêu một Ha. Đó có yêu một đây. đấy đấy là đại liều đấy. À, đại liều đấy ha. Đây là kết thúc ha các bạn ha, kết thúc cái phần của nhân vật nữ. Đây là puppet clip ha, có nghĩa là cái cử động ha, cái cử động của nhân vật nữ sẽ kết thúc. Và cái voice lúc nãy mình lồng tiếng sẽ là kết thúc ở đây ha các bạn ha. Rồi, mình sẽ chỉnh ngay cái voice ha, cái voice vừa kết thúc sẽ ở đây ha. Đây là cái khoảnh khắc ha, cái dòng thời gian mà mình mong muốn, các bạn phải xác định được cái thời điểm này. À, nếu như các bạn xác định không được cái thời điểm này thì phim của chúng ta sẽ rất là dở ha, bởi vì nhân vật chưa nói xong thì nhân vật khác đã chen lời vào và nó không thể hiện một cái ý đồ gì được cả ha, ý đồ của đại diễn sẽ không thể hiện được các bạn ha. Phải nhớ là cái dòng thời gian này cực kỳ quan trọng ha, và xác định được cái thời điểm này rất là quan trọng. Và mình thấy như các bạn biết đấy ha, để làm được một phim hoạt hình chỉnh chu ha, chỉnh chu và có thể ra mắt công chúng thì mất thời gian rất là nhiều các bạn ha, mất thời gian nhiều. Ở cái khâu nào thì nhiều bạn sẽ thắc mắc là như vậy, thì thứ nhất ở cái khâu tinh chỉnh thời gian này các bạn ha, đây là một ha, mình ví dụ thôi, đây không mất nhiều thời gian nhất, nhưng so với những khâu khác thì đây là khâu nhẹ nhàng nhất, là mất ít thời gian hơn so với những khâu kia. Bởi vì sau này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần mà custom đó các bạn, custom cử động và custom cảm xúc đó, là tinh chỉnh ha, tự mình chỉnh cảm xúc và tự mình chỉnh cử động đó, thì hai cái phần đó là hai cái phần mà mất thời gian nhiều nhất ha, rất là tỉ mỉ và chỉnh chu từng cộng tác, từng cái lắc tay, từng cái đưa mắt phải rất là chuẩn ha, mình phải tự làm hết các bạn. Thì như lúc này thì mình chỉ đang hướng dẫn các bạn sử dụng của Creator là rất là nhanh ha, các bạn thấy lâu đấy nhưng mà sự rất là nhanh ha. Rồi các bạn sẽ thấy cho đến lúc mình hướng dẫn các bạn custom thì rất là mất thời gian các bạn ha. Rồi thì tới đây nhân vật nữ vừa dứt lời thì nhân vật nam sẽ tiếp tục câu chuyện của mình ha, mình xác định được cái thời điểm này rất là mấu chốt và quan trọng ở đây. Rồi mình tạm thời tắt nó đi ha. Thì nhân vật nữ hay nhân vật nam ha, nhân vật nam sẽ tiếp lời như sau. Thì đầu tiên thì mình cũng chỉnh cái cử động trước ha, mình sẽ ưu tiên cho cử động trước. Thì nhân vật nam sẽ tiếp tục nói về cái câu chuyện của mình, thì mình cũng có thể để cái tư thế trước mình kéo dài ra hoàn toàn được ha, nhưng mà mình
ha, mình muốn là cái gì nó mới, mình muốn cái gì nó mới mà nó không lặp lại ha, thì mình có thể ha chỉnh một vài cái cử động khác có sẵn trong template hơn các bạn ha, không có vấn đề gì, cũng là lại thôi. Ok, có lẽ mình sẽ chọn cái cử động là phù hợp thôi chứ có ha, chứ hiện tại thì mình không có nhiều sự lựa chọn. Đây, mình sẽ chọn cử động này đi, speak ha, speak, rồi mình sẽ vào phần record ha các bạn ha, và nhấn record, rồi xem lại rồi. Tôi buồn quá, tôi Không buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? Hồi lớp 9 tớ có yêu một cô bé học lớp 7 và tớ quyết định ở lại 2 năm để chờ cô ấy. Thật sao? Cậu đúng là đại liều đấy. À, thì em sẽ tiếp tục nói rồi nha. Rồi, mình sẽ tiến hành cái phần lồng tiếng nha. Thì cũng như vậy ha, mình phải mở lên và chọn cái thời điểm thích hợp để cho lồng tiếng nha. SD đây, SD đây, đúng rồi. Cái này mình vừa ghi nè các bạn ha, mình vừa record lại các bạn ha. À, rồi, mình sẽ chọn ngay đây và mình tiếp tục ha, ghi âm ha, record voice. Các bạn chọn microphone, chỉnh âm lượng lên mức cao nhất 100 và tiến hành record ha. Thì nhân vật nào sẽ nói như sau: nhưng 2 năm sau cô ấy vẫn học lớp 7. Rồi, nhưng 2 năm sau cô ấy vẫn học lớp 7 à các bạn, ok. Nhưng 2 năm sau cô ấy vẫn học lớp 7 à, có lại chuẩn các bạn ha, ổn rồi. Tôi buồn quá, tôi Không buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? Hồi lớp 9 tớ có yêu một cô bé học lớp 7 và tớ quyết định ở lại 2 năm để chờ cô ấy. Thật sao? Cậu đúng là đại liều đấy. Nhưng 2 năm sau cô ấy vẫn học lớp 7. Ok ha các bạn ha. Rồi. Thì đây mới là chính là cái nút mà nút thắt của câu chuyện các bạn. Có nghĩa là anh này chờ 2 năm chỉ để gặp, chỉ để mà hả, học chung với một cô bé ha, mà anh yêu ở lớp 7, đợi 2 năm để có lên lớp 9 và hay học chung ha. Thì nhưng 2 năm sau cô ấy vẫn học lớp 7 ha, đó là cái buồn cười của chúng ta ha. Thì để xem nhân vật nữ trả lời nha, đơn nhân vật nữ phản ứng như thế nào ha các bạn ha. Rồi chúng ta tiếp tục mở dòng thời gian lên ha, cứ bình tĩnh mà ghi âm thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn vào phần facial ha các bạn ha, facial voice ha. Đây cái voice mình vừa ghi âm là cái phần này các bạn ha, cái phần màu đỏ đây, các bạn phải xác định cái điểm kết thúc ha. Ở đây cái dòng thời gian đây, đây là điểm kết thúc ha. Thì mình nhích khoảng hai phân khúc ha các bạn ha, cho nó có khoảng thời gian nó rộng rộng một xí, và nhân vật nữ sẽ tiếp tục trả lời ha, nhân vật nữ sẽ tiếp tục trả lời ha. Rồi, để chọn một nhân vật nữ ha, mình sẽ ưu tiên bên cái phần mà ha, cái phần mà cảm xúc của nhân vật nữ trước ha. Ok, các bạn vào switch to face bức vẽ ha, switch to face bức vẽ thì mình sẽ chọn như là nghe cô ấy khó chịu. Ủa anh này đợi 2 năm rồi, 2 năm sau cô ta vẫn học lớp 7 là như thế nào, là có cái chuyện gì đang xảy ra ha. Thì cô này sẽ nghĩ ừ chắc cô bé này nó học dở quá ha. Thì cái khuôn mặt nó sẽ phù hợp như thế nào các bạn ha, mình cũng phải chọn ha, chẳng hạn như khuôn mặt này ha, ha và như khuôn mặt này cũng được này ha, khuôn mặt này cũng ổn, khuôn mặt này thì có vẻ hơi châm biếm quá, khuôn mặt này đi ha, có vẻ gì đó toàn ha, nó suy nghĩ mà nó kỳ lạ ha. Rồi mình sẽ chọn khuôn mặt này, rồi
review lại ha. À, mình đã viết cọc rồi ha, viết cọc rồi thì thôi mình xem luôn. Chạy nhà được thế. Thật sao? Cậu đúng là đại lèo đấy. Nhưng 2 năm sau cô ấy vẫn học lớp 7. Đó. Thì như các bạn thấy ha. À, các bạn Tôi thấy buồn quá, tôi không buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? Thì những cái hành động ha, mình vừa chèn vào ha, vừa chèn vào và vừa quay clip ha. Thì sau khi các bạn chèn vào, chèn cái hành động vào và bật ép cái voice ha, cái giọng nói của bạn vào lồng tiếng ấy, thì các bạn phải có một bước là các bạn tinh chỉnh lại cho nó phù hợp ha. Thì không không chỉ là các bạn ha, không chỉ là các bạn chọn sao mà nó vừa khít cái chỗ này không thôi các bạn, bởi vì nó có cái độ trễ ha, có cái độ trễ nhất định, không phải là cái hành động này nó ứng với cái giọng nói này. Thì các bạn chỉ cần chỉnh cho 2 cái đầu này bằng nhau và 2 cái đầu cuối cùng thì nó bằng nhau là được, mà nó sẽ có cái độ trễ do âm thanh các bạn ha. Thì các bạn phải mất thời gian một chút ở chỗ này nữa, là các bạn chỉnh như thế nào đó các bạn ha, kéo ra kéo vô bằng cái công cụ này ha, để cho nó chỉnh. Hành động vừa bắt đầu thì cái tiếng của mình nó cũng vừa nói vừa phát ra luôn, chứ không phải là các bạn chỉnh cho 2 cái đầu trên bằng nhau ha, và chỉnh như 2 đầu dưới bằng nhau là ổn đâu. Nên là các bạn phải thực tế ha, hành động thì ứng với cái âm thanh phát ra, chứ không phải là mình chỉnh trên đây không là được các bạn ha, mình lưu ý các bạn cái chuyện đó. Rồi, chúng mình tiếp tục các bạn. Thì mình sẽ tiếp tục add voice ha, thêm cái giọng nói cho nhân vật nữ. Thì mình ha, tạm thời tắt cái nhân vật nam đi ha, các bạn nhấn vào face show là mở ha, và cũng nhấn vào face show để tắt luôn. Hiện tại thì mình đang cho vào nhân vật nữ các bạn ha. Như đây là cái hành động mình vừa ghi cho nhân vật nữ. Nhưng 2 năm sau cô ấy vẫn học lớp 7. À, thì mình vừa nhấn lộn nút các bạn ha, vừa nhấn lộn nút. Và sẽ đâu lại ha. À, sẽ nhấn đâu lại ha. Rồi. Đây là cái hành động mình vừa ha, cái cảm xúc mà mình vừa thêm cho cô bé này ha. Thì nó sẽ bắt đầu như thế này các bạn ha, có nghĩa là lúc mà bắt đầu cái thể hiện ở đây ha, cái cây này ha, thì cô bé ấy vẫn chưa cảm xúc gì cả các bạn thấy không ha, nếu mà không thay đổi ha, nhưng mà phải dời vào ha, mình phải canh như thế nào đó ha. Theo mình thì tới đây là vừa mình bắt đầu thêm giọng nói vào, bởi vì giọng nói sẽ có cái độ trễ, thì mình sẽ lưu lại một xí ha, như vậy là vừa các bạn ha. Rồi mình sẽ thêm cái giọng nói cho cô ấy ha, với cọc voice. Rồi, cô ấy sẽ nói như sau. Trời, em của bạn học dốt thật đấy. Rồi. Trời, em của bạn học dốt thật đấy. Tạm nhấn ok để đâu rồi. Trời, em của bạn học dốt thật đấy. Ha. Chỉnh đến đây ha. Nhưng 2 năm sau cô ấy vẫn học lớp 7. Trời, em của bạn học dốt thật đấy. À, thì rõ ràng là mình, các bạn thấy là vẫn chưa có chuẩn ha, nhưng mà ở đây mình không có đi sâu cái phần đó, hay mình không đi sâu phần tinh chỉnh sao mà cho nó âm thanh với cái hành động, cái nét mặt á, mà nó chuẩn với nhau, nó khớp với nhau, thì mất rất là nhiều thời gian. Thì hiện tại trong cái mục đích của cái clip này, mình chỉ hướng dẫn các bạn là sử dụng cái template có sẵn để tạo cái cảm xúc cho nhân vật ha. Thì cái phần mà tinh chỉnh thì các bạn có thể tự các bạn tinh chỉnh được ha, bằng cách kéo giãn ha, kéo giãn cái phần mà mình đã ghi âm ha. Rồi sau khi ha, các bạn sau khi nhân vật nữ nói như vậy xong ha, tới đây ha, tới đây ha, sau khi nhân vật nữ nói như vậy xong, cái nhân vật nữ chơi nhân vật nam này, ừ sao cậu yêu người gì mà học dở thế, học dốt thế ha. Thì nhân vật nam mới bắt đầu trả lời lại ha, nhân vật nam mới được trả lời lại nhân vật nữ,
có thể là một cái câu gì đó mà nó khác với suy nghĩ chúng ta sẽ làm bật lên cái tiếng cười các bạn ha. Thì ở đây các bạn ha, mình xem thử coi. Chốt thật đấy. Ha, tới ngay đây thôi là đã ngừng rồi, được rồi, giọng nói là kết thúc rồi. Các bạn thấy ha, tới đây thôi chứ không cần đến hết cái phần ghi âm này ha. Tới đây là giọng nói được kết thúc rồi. Thì mình sẽ cho nó một khoảng như chẳng hạn tới đây đi. Rồi nhân vật này sẽ tiếp tục trả lời ha. Rồi, mình sẽ click vào nhân vật nam các bạn nha và chọn cho lấy một cái tư thế tiếp theo. Rất nhiều tư thế các bạn ha. Thì nhân vật nam mới bắt đầu là có thể bạn nam sẽ phản bác lại ha, có nghĩa là không phải cuối học dở đâu, có cái lý do khác đấy, không phải cuối học dở đâu ha. Thì cái lúc mà nhân vật nam phản bác lại mình làm cho cái tư thế nó mạnh mẽ một xí ha, mình làm cho cái tư thế nó mạnh mẽ một xí. Thì đấy, mình làm những cái thế của Nhật Nam nó mạnh mẽ một xíu thôi, mình sẽ phản bác lại ha, sẽ phản bác lại ha. Để xem cái nào hay. Mình tạm thời tắt âm đi. Ok. Thì bên đây các bạn ha, thế mình nghĩ là khá ổn rồi các bạn ha. Nghĩa là phản bác như vật nữ, không phải ha, người yêu tôi không phải học dở ha các bạn ha, ha. Hai cái tay rất là bực mình ha, thở học hệt ha. Ha, sau đó mình sẽ chỉnh cái cảm xúc nữa là được ha các bạn. Rồi chúng ta tiếp theo ha, mình sẽ ghi âm lại cái hành động này, ghi lại cái hành động này ha. Rồi luôn là xem. À, ngay đây à, cái thời khắc này ha các bạn ha, thì mình sẽ ha, làm sao cái nét mặt của anh ta ha, nó tương ứng với cái điệu bộ ha. Và cái nét mặt này cái nét mặt bình thường, nó không bao giờ là giận dữ cả, không bao giờ là phản bác cả. Thì mình sẽ vào đây ha, mình chỉnh lại cái nét mặt sao cho nó phù hợp ha các bạn, cái mặt kiểu như là nó giận dữ mà nó phản bác lại các bạn. Hai nhìn cái mặt này ha, không phải ha, là lớn là không phải ha. Rồi. À, anh đọc là lớn là không phải ha, để xem lại. À, đó. Ok, rồi. Tiếp theo đó các bạn, tiếp theo đó thì mình sẽ tiếp tục lồng tiếng cho nhân vật nam ha. Thì cũng mở trong thời gian lên các bạn. Chúng ta SD ha, body motion ha, tạm thời Cherry chưa cần đến thì mình tắt Cherry đi cho nó đỡ rối ha. Cho ngay đây ha, tới ngay đây mình bắt đầu ghi được rồi các bạn. Theo theo đúng á, theo đúng là mình phải cắt cái phần này các bạn ha. Ha, mình sẽ cắt cái phần này đi ha, bởi vì vừa cái tư thế và vừa đến cái khuôn mặt ha, và vừa đến cái âm thanh thì ngay cái thời điểm mình thích hợp nhất. Thì mình thông thường mình sẽ cắt cái phần này, nhưng hiện tại thì mình không có đi sâu vào những cái phần râu ria như vậy. Nó sẽ mất thời gian ha. Mình tập trung vào cái phần hướng dẫn cho các bạn thể hiện cảm xúc thôi ha. Cái phần còn lại thì các bạn có thể tự tinh chỉnh riêng cho mình ha. Ha. Ha, các bạn hãy nhấn vào cái thời điểm mà các bạn muốn, là các bạn chọn press ha.
chọn Grab một cái nó sẽ cắt. Ha, vừa hãy mẹ một cái ha. Và nhấn đưa chuột vào ha. Chọn Grab thì nó sẽ phân làm hai cái clip ha các bạn ha. Thì các bạn nhấn vào cái clip vừa các bạn vừa cắt ra như thế này. Và các bạn nhấn delete nó đi ha. Là chuẩn ngay. Ha. Rồi để mình coi lại coi cái hành động nó phù hợp chứ. Ok. Bật tiếng lên một xí. Thật đấy. Dốt thật đấy. À dốt thật đấy ha, ngay đây. Nhớ thêm một xí. Rồi. Kéo cái này ra à, dốt thật đấy ngay đây. Ok. Facial các bạn ha, facial là cái phần thể hiện nét mặt ha các bạn. Ha. Thì mình kéo lên này các bạn ha, mình vào phần facial ha. Và mình kéo lên ha cho nó phù hợp, bởi vì mình vừa cái tinh chỉnh cái hành động rồi. Thì bây giờ mình tinh chỉnh thêm cái nét mặt nữa là ok. Ha, các bạn thấy ha. Vừa vào ha. Đấy. Ha, ổn rồi ha các bạn ha. Ha, ok, rất là tốt. Ha, các bạn nhớ ha, facial là nét mặt ha. Body motion là cái hành động tương ứng với cái nét mặt đó, thì các bạn tinh chỉnh như thế nào đó cho cái hành động nó vừa xảy ra thì cái nét mặt nó tương ứng với cái hành động, và sau đó là cái giọng nói âm thanh bật ra luôn cùng một lúc, và nó phù hợp ha các bạn, cũng không hẳn cùng một lúc mà nó phải phù hợp với cái tình huống đó ha. Đó là một cái mẹo trong cái việc làm phim của mình để cho bộ phim hấp dẫn và nó hợp lý hơn các bạn ha. Xem lại các bạn. Hồi lớp 9 tớ có yêu một cô bé học lớp 7 và tớ quyết định ở lại 2 năm để chờ cô ấy. Thật sao? Cậu đúng là đại liều đấy. Nhưng 2 năm sau cô ấy vẫn học lớp 7. Trời, em của bạn học dốt thật đấy. Ha, rồi. Rồi tiếp tục làm tiếng như Nhật Nam ha. Đây là cái facial của Nhật Nam ha. Voice là cái voice. Đây mới đúng rồi các bạn ha. Hành động của nhân vật nam tương ứng với cái nét mặt của anh ấy ha. À, nét mặt của anh ấy. Rồi, thì mình ghi âm, khi mình ghi âm cái giọng nói cho anh ấy thì mình cũng bắt đầu nghe từ đây luôn. Ha, nghe từ đây luôn. Rồi. Bắt đi ha, rồi bắt đầu ghi âm. Thì nhân vật nam sẽ phủ định là cái câu nói là ừ chê bạn gái của mình học dốt. Nhân vật nam sẽ là không phải đâu, không phải đâu mà ha, chẳng hạn như vậy ha. Thì hai nhân vật này đang là hai đứa trẻ các bạn ha, thì các bạn lồng tiếng như thế nào đó cho phù hợp ha. Rồi nhân vật nam sẽ nói như sau: không phải đâu mà ha. Rồi các bạn nghe thử: không phải đâu mà ha. Đó. Bảy. Trời, em của bạn học dốt thật đấy. Không phải đâu mà. Ha, đó. Rồi, thì mình vừa xong cái phần đó ha, và cái phần mà nhân vật nam ha, nhân vật nam và nhân vật nữ đối tác tiếp theo đây sẽ là cái phần kết thúc câu chuyện và sẽ tạo nên cái tiếng cười ha. Thì nhân vật nữ ủa không không lên lớp, ở lại 2 năm mà không có học dốt thì là cái gì? Ha, thì nhân vật nữ ủa vậy là sao? À, bây giờ có thể nói như vậy, thì nhân vật nam sẽ chốt cái câu nào đó và khán giả sẽ cười ha. Thì đó là toàn bộ câu chuyện mà mình muốn hướng dẫn các bạn ha.
Tiếp theo mình sẽ đến nhân vật nữ thôi các bạn, thì các bạn cứ làm như vậy thôi ha, cái hành động nó cũng lặp đi lặp lại như vậy các bạn. Đây cái voice ha, cái voice của mình đây thì làm phim như vậy các bạn phải ha, kiên nhẫn tinh chỉnh từng chút từng chút, tinh chỉnh từng giây một cho nó khớp và nó đẹp ha. Thì đó là công việc của một người làm phim các bạn ha. Rồi thì sau khi nhân vật nam nói xong các bạn ha, như phần này đi ha, cho nó ra một xí ha, nhân vật nữ sẽ tiếp tục nói ha. Tiếp theo là sẽ tới nhân vật nữ ha, nhân vật nữ sẽ nói như sau ha. Đầu tiên là mình tinh chỉnh cái nét mặt cho cô ấy trước ha, ha nét mặt cho cô ấy trước. À mình đang dấn vật không như Việt Nam rồi, như một nữ trước ha, tinh chỉnh cái nét mặt xí các bạn ha, không phải nét mặt này. Ha, chẳng hạn như vậy ha, nhưng mà nữ sẽ nói ủa vậy là sao ha, chẳng hạn như vậy ha, ủa như thế là sao ha, cái mặt này ha. Rồi mình xem lại ha. Rồi thì tiếp theo đó ha các bạn ha, các bạn sẽ tinh chỉnh ha, tinh chỉnh và add cái voice ha, thêm tiếng vào cho nhân vật nữ ha, tắt nhân vật nam đây, lại vào body motion của nhân vật nữ, vào facial của nhân vật nữ chứ, đây, đây phần facial của nhân vật nữ mình vừa ghi âm xong rồi vừa ha, mình vừa ghi lại xong ha, ha tương ứng với đó thì mình sẽ cho một cái câu vào ha, cái câu nhân vật nữ nói vào, đó, mình chạy tới đây đi ha, nhân vật nữ vừa mới thể hiện cái cảm xúc trên khuôn mặt, ha, mình sẽ thêm ghi âm vào luôn. Add voice record ha. Chọn volume 100 và bắt đầu ha. Ủa, vậy là sao bạn? Ha, như bạn nữ có một cái gì đó thắc mắc. Ủa, vậy là sao bạn? Ha, chẳng hạn như vậy ha. Thì rõ ràng cảm xúc vẫn chưa mạnh ha. Theo mình thì ha, để tạo cái ấn tượng trong câu chuyện thì cảm xúc nó phải mạnh, thì mình không có ha, mất thời gian nhiều vào cái phần đó các bạn ha. Thì các bạn mình hướng dẫn các bạn phương pháp thì các bạn sẽ tự tinh chỉnh cho cái câu chuyện của mình. Hiện tại thì mình không không mất thời gian nhiều vào cái chuyện đó mà mình chỉ tập trung vào ha, cái phần hướng dẫn các bạn sử dụng cái template ha, cảm xúc của nhân vật ha. Rồi. Xem lại ha. Ủa, vậy là sao bạn? Đó. Thì tới đây ha, bạn tới đây. Đây cái voice của mình đây ha. Và cái puppet ha, cái puppet khuôn mặt của mình ở đây. Cái tóc ở đây ha, cái voice của mình ở đây. Thì cái voice của mình thực tế là đã kết thúc từ đây rồi ha. Thì mình kéo một khoảng nữa ha. Rồi mình bắt đầu ghi âm cho nhân vật nam ha. Cho nhân vật nam cái hành động nào đó ha. Nó cả hành động như cái động giải thích. Ủa. Có ở lại hai lớp nhưng không phải học dốt. Vậy là như thế nào? Thì nhân vật nam sẽ tiếp tục giải thích. À, giải thích thì mình chọn cái hành động nào đó cho nó phù hợp với nhân vật nam các bạn ha. Click với nhân vật nam ha. Và đây sẽ là cái câu chốt ha các bạn ha, cái câu chốt lại. Mình tắt tiếng một xí. Rồi, đây sẽ là cái câu chốt. Hai cái hay như vậy ha, đó là mình thấy hành động này rất là hay ha, mình sẽ quyết định chọn cái hành động này ray dùng dữ ha các bạn ha. Rồi mình sẽ ghi âm ha,
Đó, rồi. Tiếp theo các bạn, tiếp theo mình sẽ tới cái phần khuôn mặt ha. Cherry ha, tạm thời tắt Cherry đi ha các bạn. Và phần body motion ha, body motion của nhân vật nam. Và đây. À, mình vừa ghi âm, mình vừa cho nó hành động xong. Ha. Thì tương ứng cái hành động này thì nét mặt sẽ như thế nào? Thì mình cũng đưa nét mặt vào luôn ha. Mình chọn ngay phần đầu này ha. Tương đối thôi, sau đó mình ghi âm xong mình sẽ chỉnh chỉnh lại sau ha. Tiếp theo nét mặt của nhân vật nam. Đây, chỉnh cái phần nét mặt. Ha. Nét mặt giận dữ các bạn ha. Đây, những cái mặt này rất là ổn này ha. Rồi mình sẽ tiến hành còn đi cọt ha. Rồi xem thử. Rồi ok ha. Rồi mình sẽ tiến hành phần thêm giọng nói ha các bạn ha. Đây là phần motion ha các bạn. Và đây là phần facial, là phần nét mặt ha. Phần nét mặt vẫn còn trong khi anh ấy đã ngưng nhảy rồi ha. Rồi thì mình sẽ thêm cái giọng nói vào ngay đây. Đó, mình sẽ thêm cái giọng nói vào ngay đây các bạn ha. Ở đây, ok, rất là ổn rồi. Như đây đi, rồi theo giọng nói mà thì còn ha. Rồi nhân vật nam sẽ nói như sau: không phải, cô ấy đợi thằng cu lớp 7 đó rồi ha. Đây mình nghe lại ha: không phải, cô ấy đợi thằng cu lớp 7 à, không không không, sorry sorry các bạn. Ha, sorry ha, thì cũng vừa đúng lúc ha các bạn. Cũng vừa đúng lúc các bạn nhấn cancel đi ha. Cancel là nó sẽ xóa cái phần này đi ha. Ha, cancel. Rồi, nghĩa là mình ha, cái phần ghi âm vừa rồi không được thực hiện ha. Cái phần ghi âm vừa rồi không được thực hiện các bạn ha. Mình sẽ ghi âm lại ha. As for record and nhân vật này sẽ nói như sau: không phải, cô ấy đợi thằng cu học lớp 5 ha. Đây là như vậy. Không phải, cô ấy đợi thằng cu học lớp 5 ha. Đó là một tạo tiếng cười ha. À, anh chàng yêu một cô bé học lớp 7, anh chàng này đang học lớp 9 và yêu cô bé học lớp 7. Và anh ấy quyết định ở lại lớp 2 năm chỉ để cho cô bé này lên lớp 9 ha. Nhưng mà sau 2 năm cô ấy vẫn học lớp 7 thì hỏi ra mới biết cô ấy đang yêu một anh chàng học lớp 5 và cũng đợi anh ấy 2 năm nữa lên lớp 7. Các bạn ha, rất là vui, rất là hài hước và tếu ha. Đã còn những ok. Không phải, cô ấy đợi thằng cu học lớp 5 ha. À, chẳng hạn như vậy ha. Mình sẽ xem là toàn bộ câu chuyện. Tôi buồn quá, tôi buồn quá. Có chuyện gì vậy bạn? Hồi lớp 9 tớ có yêu một cô bé học lớp 7 và tớ quyết định ở lại 2 năm để chờ cô ấy. Thật sao? Cậu đúng là đại liều đấy. Nhưng 2 năm sau cô ấy vẫn học lớp 7. Trời, em của bạn học dốt thật đấy. Không phải đâu mà. Ủa, vậy là sao bạn? Không phải, cô ấy đợi thằng cu học lớp 5 ha. Rồi, đó là toàn bộ câu chuyện của mình ha. Thì như các bạn thấy thì ha, mình đang muốn nói ở đây, nếu mà mình để cái khung cảnh camera view của các bạn là để toàn cảnh như vậy thì không hay ha, không hay ha. Mình tinh chỉnh những cái hành động, những cái cử động nãy giờ ha, là để cho camera nó quay cận cảnh vào khuôn mặt của nhân vật chứ không phải để quay toàn cảnh như vậy ha. Thì nếu như các bạn muốn làm câu chuyện này hay hơn thì các bạn cần phải đầu tư thời gian hơn ha. Thứ nhất là phần khuôn mặt ha, cảm xúc khuôn mặt phải làm cho nó chỉnh chu hơn
ha, và chỉnh cái phần thời gian cho nó khớp với cái phần hành động ha, cái phần body language phải phù hợp với cái phần nét mặt ha, cử động luôn ha, và cái phần âm mà phát ra ha nó có một cái độ trễ thì các bạn cũng phải ha, phân tích và các bạn chỉnh như thế nào, cái thời dòng thời gian mình đã hướng dẫn các bạn rồi ha, chỉnh như thế nào cho nó khớp với nhau cho nó sẽ tạo một cái hiệu ứng rất là đẹp ha, và nó thật ha, và khán giả xem sẽ thấy thích thú hơn. Hiện tại thì mình ha, thì mình không chú trọng vào cái phần đó, mình đã hướng dẫn, mình đã nói các bạn rồi ha, như các bạn thấy ừ cái câu chuyện này, cái câu chuyện này đâu có hay đâu ha, cái hành động đâu có chuẩn đâu ha, đâu có giống như phim hình mà tôi coi trên ha, Cartoon Network hay là Disney Channel đâu ha. Thì như mình đã nói ha, là một phim hình rất là mất thời gian ha, mình không chú trọng vào cái phần mà tinh chỉnh cho nó chuẩn, mình chỉ chú trọng vào cái phần hướng dẫn cho các bạn ha, làm như thế nào để làm nên một bộ phim, và làm như thế nào để thêm cái cử động, và làm như thế nào để thêm cái ha, cái cảm xúc cho nhân vật thôi. Còn tinh chỉnh là các bạn ha, hãy về và các bạn tự tinh chỉnh ha, tự tinh chỉnh sao cho phù hợp với câu chuyện của các bạn ha. Rồi thì sẵn đây thì mình sẽ làm cho nó hoàn chỉnh luôn các bạn ha, mình sẽ thêm phần background luôn ha, thêm phần background luôn, skin ha, thêm phần background luôn. Thì cái câu chuyện này ha, mình nghĩ là nên diễn ra trong lớp học thì có vẻ hay. Đó, diễn ra trong lớp học ha. Rồi, thì trong lớp học thì nó có vẻ hay ha. Đó. Các bạn không sợ kéo lên kéo xuống nhân vật này nữa, bởi vì nếu các bạn sẽ ngại ha, các bạn sẽ ngại kéo lên kéo xuống nhân vật này, bởi lúc mà kéo lên kéo xuống thì cái giọt nước mắt này sẽ vẫn ở vị trí cũ ha, và khi nó phun ra thì nó sẽ không hợp với vị trí đó nữa. Nhưng mà các bạn yên tâm về phần trước mình đã hướng dẫn các bạn là link nó vào ha, mình đã kết nối nó vào cái ha, anh chàng này rồi, thì anh chàng này di chuyển như thế nào thì những giọt nước mắt cũng sẽ di chuyển như thế ha, không sợ là nó không đẹp. Tôi buồn quá, tôi Không buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? Ha, nhân vật nữ sẽ đứng phía sau cái bàn ha, thì mình không muốn như vậy, mình muốn nhân vật nữ là đứng phía trước cái bàn ha, thì mình chỉ việc là các bạn ha, click vào nhân vật nữ thôi, Cherry ha, ha Cherry, và mình cho có ý là ha, đi lên một xí ha. Rồi. Tôi buồn quá. Tôi buồn. Rồi, hướng dẫn các bạn luôn ha, công cụ này ha. Đó, ha. Các bạn muốn cô ấy đứng phía sau các bạn chỉ cần kéo cái nó xuống cái lớp layer các bạn ha. Thì mình hướng dẫn các bạn trong cái video clip là hướng dẫn chọn tổng quát chức năng của Creator Talk đó các bạn. Thì đây là những cái layer thôi ha. Đây là những cái layer thôi, thì các bạn có thể kéo lên kéo xuống như thế này ha. Rồi. Tôi buồn quá, tôi Không buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? Kéo lại luôn rồi hả? Tôi buồn quá, tôi Không buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? Như bạn thấy ha, ở đây ha, ở đó có hai cái cử động rồi các bạn ha, các bạn vào phần transform cho mình ha, trong lúc làm nó sẽ phát sinh ra những cái lỗi như vậy các bạn, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa luôn ha, vào phần cherry ha, transform các bạn ha, những cái gì mà liên quan đến di chuyển ha, layer là các bạn sẽ vào phần transform cho mình ha, và các bạn kéo ha, để coi cái vấn đề chúng ta nằm ở đâu ha, đây, ở đây là vấn đề chúng ta đây ha, một này ha, tới đây là nó lại hiện ra ha, ha tới đây nó lại hiện ra, các bạn xóa cái này cho mình ha, delete đi rồi, ha rồi. Tôi buồn quá, tôi Không buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? Hồi lớp 9 tớ có yêu một cô bé học lớp 7. Đây đây ha, mình transform ha, ở đây các bạn sẽ thấy nhân vật nữ chúng ta bị kéo lê ha, thì mình sẽ chọn cái thời điểm mà nhân vật nữ bắt đầu bị kéo lê như thế này ha,
đây đây, thì đó là cái phần mà búp bẹt các bạn, búp bẹt và cái phần hành động á, thì các bạn dễ dàng lắm, các bạn vào phần body motion cho mình ha, như ở đây, ha đây là hành động ha, thì mình có cái chỉ việc kéo nó ra dài một xí ha, rồi xem lại, tôi buồn quá, tôi ô, buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? Kéo dài xíu nữa các bạn. Tôi buồn quá, tôi Ô, buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? Hồi Đó, các bạn nãy thấy ha. Ha, rồi, như vậy chúng ta đã bước là ok đó. tôi buồn quá, tôi Ô, buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? Hồi lớp 9, tớ có yêu một cô bé học lớp 7 và tớ quyết định ở lại 2 năm để chờ cô ấy. Thật sao? Cậu đúng là đại liều đấy. Nhưng 2 năm sau cô ấy vẫn học lớp 7. Trời, em của bạn học dốt thật đấy. Không phải đâu mà. Ủa, vậy là sao bạn? Không phải, cô ấy đợi thằng cu học lớp 5. Mình đã kết thúc cái phần ở đây ha, mình đã kết thúc cái phần hướng dẫn các bạn ở đây ha. Như các bạn thấy là một chục hình nó rất là công phu các bạn ha, tốn nhiều thời gian công sức của mình ha để tinh chỉnh ha, thì về cái đam mê thôi ha, cái đam mê, có đam mê thì các bạn sẽ làm được hết, các bạn đừng lo ha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn ha, nếu có việc bất kỳ thắc mắc câu hỏi nào thì các bạn chỉ việc comment phía bên dưới và hỏi, và mình sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất ha. Rồi thì topic thì talk các bạn ha, thì họ đã hướng đã hỗ trợ của mình rất là nhiều trong việc làm phim rồi ha. Nếu các bạn sử dụng những phần mềm khác ha, một phần mềm rất là hay ha, cũng giống như là Creator này, đó là phần Adobe After Effects các bạn ha, AE, các bạn thường gọi là AE hoặc là Adobe After Effects á, thì cũng rất là hay ha. Nhưng họ là họ chuyên sâu hơn, phần mềm họ chuyên sâu hơn ha, chuyên sâu hơn, có thể làm mọi thứ ha, từ motion graphic ha, 3D vân vân các thứ ha, thậm chí làm chụp hình như vậy vẫn được ha. Nhưng họ không có hỗ trợ chúng ta nhiều như Creator, bởi vì Creator sinh ra là để làm chụp hình thôi, không có làm motion graphic hay là những cái thứ khác ha. Rồi tiếp theo các bạn ha, thì mình hướng dẫn các bạn có thể là cho cái phần camera luôn đi ha, thành cái một cái phim, bộ phim luôn đi ha, một cái bộ phim hoàn chỉnh luôn đi cho các bạn dễ nhớ luôn ha. Rồi đầu tiên á, thì camera sẽ quay vào nhân vật nữ các bạn ha, thì mình cũng là các bạn review thôi, review cho các bạn, mình sẽ đi nhanh thôi ha, còn mở lên ha. Thì phần SD và Cherry mình đã xong rồi các bạn ha, mình không cần sử dụng hai cái tab này nữa, mình vào phần camera thôi, camera chỉ có phần duy nhất là transform thôi ha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ chuyển như camera vào nhân vật nữ này ha, các bạn để ha, để dòng thời gian vào ngay lúc đầu tiên luôn, bật số không xuất phát luôn ha, các bạn chỉnh ha, chỉnh thu gần lại ha, các bạn chỉnh thu gần lại ha, nhớ là phải nhấc vào cái nút này trước ha, chỉnh thu gần lại ha, và nhấn kéo ha, kéo cho nhân vật nữ thu lại nữa ha, thì tùy các bạn thôi, cái góc quay như thế nào là tùy các bạn ha. Rồi thì đây là cái phần đầu tiên ha, cái phần đầu tiên là camera mới vào sẽ quay ngay đây, và phần tiếp theo camera sẽ đi đâu ha, thì mình tiếp tục chạy như thế này, thì mình đã hướng dẫn rồi, thì các bạn xem lại clip ha, mình cho nó toàn cảnh đi đây, đây là lúc nhân vật nữ đứng lại, thì đây cũng là lúc camera mình xoay tới đây luôn ha, tiếp tục vào phần này kéo qua ha, mình làm nhanh một xí, các bạn không 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 kịp á, thì các bạn xem lại video clip trước ha, bởi vì cái phần này không phải là cái phần mình tập trung vào ha, tập trung vào cái phần camera ha, đây đó rồi ha, mình xem lại. Tôi buồn quá, tôi Ô, buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? À. Tôi buồn quá, tôi Ô, buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? À. Đó, thì
Tiếp theo hả? Có chuyện gì vậy bạn Hồi hả? lớp 9, tớ có yêu một cô bé học lớp 7. Từ Ồ, ngày có chuyện qua gì vậy bạn? à... Ha, sau đó từ đây mình sẽ chuyển ha, chuyển camera qua, chuyển camera qua phía anh chàng kia ha, đây phía anh chàng này. À, phía anh chàng này. Rồi gần mặt một xí các bạn ha. Kéo một xí. Rồi. Tôi buồn quá, tôi Ồ, buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? À, hồi lớp 9, tớ có yêu một cô bé học lớp 7. À, thì các bạn thấy là camera nó lia ha, thì đây cũng là cái rồi của mình ha. Camera nó lia. Tôi buồn quá, tôi Ồ, buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? À, hồi lớp 9. Ha, bạn thấy ha. Tôi buồn quá, tôi Ồ, buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? Thì mình muốn là như thế này các bạn, mình muốn là đầu tiên camera thì ha, nó nên quay vào ha, nên quay vào phần anh chàng kia trước đi, bởi vì anh chàng kia đang khóc mà đúng không các bạn? Mình muốn là camera nó quay vào anh chàng này trước, thì anh chàng này đang khóc ha, đó nó quay vào phần anh chàng này trước. Rồi. Tôi buồn quá, tôi Ồ, buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? Rồi sau đó camera nó mới chuyển sang ha cô bé này. Thì camera này thì mình sẽ ứng dụng cái phương pháp, cái mẹo á, là mình chuyển góc ngay lập tức các bạn ha. Bạn vào lại cái clip trước ha, 5 cách quay camera ha. Rồi thì camera đang lên dạng này thì tiếp theo mình cho nó khoảng vài giây thì nó tới ha, tới cô bé kia thì mình sẽ chọn cái góc và camera tới trong cái kia ha, thì mình cho nó khoảng hô hô buồn quá, buồn quá. Rồi tới đây nhớ các bạn ha, tới đây thì các bạn ha chỉnh camera như sau, các bạn cũng kéo lại anh chàng này cho mình, kéo lại luôn ha, kéo chính xác vị trí trước càng tốt ha, hoặc là các bạn có thể nhấn copy luôn là tốt nhất ha, mình đã hướng dẫn rồi ha, copy luôn tới khoảng thời gian này đi. Tôi buồn quá, tôi Ồ, buồn có chuyện gì? quá. Tôi buồn quá ha, các bạn, tôi buồn quá đầu tiên. Tôi buồn quá. Đây, tôi buồn quá, tới đây. Ha, các bạn, bass vào cho mình. Bass cái key vừa nãy mà, đấy. Như các bạn thấy ha. Vừa qua một cái thì sẽ chuyển tới cô bé này ngay lập tức. À, cô bé này sẽ đi vào. Ha, tới đây thì mình sẽ chuyển camera sang cô bé này. Ha, chuyển camera sang cô bé này. Đó. Thì các bạn sẽ thấy xuất hiện cái kỳ ha. Tôi buồn quá, tôi Ồ, buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? À, hồi lớp 9. Đó, ổn rồi các bạn ha. Thì mình vừa thấy một cái lỗi ở đây. Hay là anh chàng này hai cái chân mà cứ phe phẩy nhưng không có di chuyển. À, thì mình chỉnh luôn ha, mình chuyển vào vị trí toàn cảnh ha. Mình chỉnh lại luôn. À, thì anh chàng này các bạn ha, anh chàng này thì mình cho anh chàng về di chuyển một xí đi cho nó hợp lý ha, anh chàng này đang ở vị trí này à, mình cho anh chàng này di chuyển một xí ít thôi đó. Actor các bạn ha, Actor SD làm phần tranh phơn của nấy ha, thì cho nó di chuyển một xí tới đây đi. Hơi nhanh các bạn ha, hơi nhanh. Con có lấy nào đây à, nếu mà để vậy thì hơi nhanh, mình kéo ra ha.
Oh, tôi buồn. Cũng hay nhà là sang nhà xí nữa. Oh, tôi buồn. Đó, vậy là vừa các bạn ha. Rồi, mình sẽ xem lại cái camera quay như thế nào, mình chuyển sang camera mode switch ha. Rồi. Next stop rồi. Oh, tôi buồn quá, tôi Ồ, buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? Hồi lớp. Đó, ổn rồi các bạn ha. Tạm thời ổn ha, tạm thời xem được, chấp nhận được. Còn nếu như các bạn muốn làm một bộ phim hoàn chỉnh luôn thì các bạn phải đầu tư cái phần thời gian vào ha, là mình chỉnh sao cho nó vừa khớp luôn. Hiện tại thì mình chỉnh chưa khớp đâu, thôi chỉ vừa xem được thôi ha. Rồi. Tôi buồn quá, tôi Ồ, buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? Hồi lớp 9, tớ có yêu một cô bé học lớp 7 và tớ quyết định ở lại 2 năm để chờ cô ấy. À, vừa tới đây thì camera sẽ chuyển góc tiếp các bạn. Camera sẽ chuyển góc ha. Chuyển góc qua cho cô bé này để xem cô bé này phản ứng như thế nào. Ha. Rồi. Để chờ cô ấy. Thật sao? Cậu đúng là đại liều đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ ứng dụng cái camera chuyển góc ngay lập tức các bạn. À, tắt khỏi SD đi. Rồi, trên phone ha. Đây, hai chị em cô ấy ha. Đây. Đây. Đây là cái điểm tiếp theo các bạn ha. Để điểm tiếp theo camera dừng ha. Thì mình đã nói là các bạn rồi ha. Cái mẹo của chúng ta là copy lại cái phần trước ha. Copy cái phần này ha. Kéo qua ha, kéo qua cái phần mà camera dừng trước đó và dán vào ha. Bass vào rồi. Xem lại các bạn ha. Thật sao? Tôi buồn quá, tôi Ồ, buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? Hồi lớp 9, tớ có yêu một cô bé học lớp 7 và tớ quyết định ở lại 2 năm để chờ cô ấy. Thật sao? Cậu đúng là đại liều đấy. À, đó, rất ổn rồi. Chuyển góc ngay lập tức rồi đấy. Chuyển ngay lập tức các bạn thấy không ha, không có thời gian lia nữa ha. Rồi tới đây cậu đúng là đại liệu đấy, thì chúng ta ha tiếp tục ha, tiếp tục chuyển góc sang anh chàng này đấy. Rồi, kéo xa thử coi sao các bạn ha. À, ngay đây, gần gần ngay đây. Thật sao? Cậu đúng là đại liều đấy. Thật sao? Cậu đúng là đại liều đấy. Xem lại Tôi ha. buồn quá, tôi Ồ, buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? Hồi lớp 9, tớ có yêu một cô bé học lớp 7 và tớ quyết định ở lại 2 năm để chờ cô ấy. Thật sao? Cậu đúng là đại liều đấy. Bạn xóa cái này cho mình đi. Thật sao? Cậu đúng là đại liều đấy. Nè, ổn không? Thật sao? Cậu đúng là đại liều đấy. Rồi, cái phần này thì mình sẽ chuyển camera ha. Chuyển camera lại cho cậu bé kia. Ha, các bạn phải nhớ là trong cái ha, chế độ red này ha, red cộng này ha. Rồi.
Sẽ xem lại ha. Thật sao? Cậu đúng là đại liều đấy. À, mình muốn là cô bé này ha, phải kết thúc cái câu chuyện của ta. À, kết thúc câu chuyện của ta xong mới chuyển sang cho anh chàng kia. Thì ha, thì mình sẽ tiếp tục ha, sử dụng cái mẹo đó là copy lại và dán vào ngay phía trước ha. Rồi, các bạn xem thử. Thật sao? Cậu đúng là đại liều đấy. Nhưng 2 năm sau cô ấy vẫn học lớp 7. À, tới đây chúng ta lại ngừng tiếp ha. Đây, và chuyển camera về cho nhân vật nữ để chân vật nữ ha tiếp tục câu hỏi để dẫn dắt câu chuyện. Rồi, ở đây mình muốn kéo về một xí ha. Kéo về một xí và tiếp tục copy. Nếu không copy các bạn thì camera nó sẽ lia ha, có thời gian lia. Rồi, xem lại điều đấy. Nhưng 2 năm sau cô ấy vẫn học lớp 7. Trời, em của bạn học dốt thật đấy. À, tới đây. À, tới đây. Đây, tới đây. Thì ha, mình sẽ chuyển camera về lại cho cậu bé kia. À, cứ chuyển đi chuyển lại như thế, cái này đoạn hỏi thoại mà các bạn. À, chuyển đi chuyển lại như thế. À, và tiếp tục ha. Copy cái phía trước để camera nó quay luôn các bạn ha. Pass ha. Trời, em của bạn học dốt thật đấy. Không phải đâu mà. Trời, em của bạn học dốt thật đấy. Không phải đâu mà. Ha, tới đây đi. Rồi, sẽ chuyển camera về cho nhân vật nữ ha. Rồi. Đây, và tiếp theo phải ứng dụng cái mẹo đó ha. Copy. Pass. Rồi. Không phải đâu mà. Ủa, vậy là sao bạn? À, ủa vậy là sao bạn ha? Kéo một xí về ha. Rồi, thì ở đây thì mình muốn ha, tại vì là cái phần kết thúc rồi, như bậc nào sẽ chốt một câu nào đó thì mình nên để camera nó lia ha, trong những cái phần mà hội thoại mà ha, qua lại lẫn nhau mà không có kết thúc, chưa kết thúc hay chưa có điểm nhấn gì ha, thì mình cứ ha chuyển camera góc góc quay ngay lập tức. Thì mình đã nói là các bạn ứng dụng cái cách quay camera như thế nào đó ha, để cho khán giả mình ta thấy được ừ cái phần nào các bạn cần nhấn, phần nào các bạn cần đi qua nhanh ha. Thì những phần các bạn cần qua nhanh thì các bạn cứ chuyển gấp camera ngay lập tức luôn. Ừ, nhân vật A nói xong qua nhân vật B ngay, nhân vật B xong qua nhân vật A ngay ha. Nhưng mà cái phần mà chốt á, cái phần mà các bạn muốn khán giả nghe kỹ, các bạn có cái phần mà các bạn muốn khán giả ừ phải nhớ, thì các bạn ha chuyển, thì các bạn thay đổi cái cách camera nó quay ha. Thì hiện tại thì mình muốn là camera nó lia ha, tới khúc câu chốt rồi thì camera nó sẽ lia. Lia để làm gì? Lia để khán giả mình nó lắng lại, khán giả nó chậm lại, khán giả của mình á, họ sẽ cảm thấy là chậm lại và lắng lại và cảm thấy có gì đó bắt đầu nó quan trọng, họ sẽ bắt đầu để ý hơn ha, cái gì nó khác bởi vì nãy giờ mình lia liên tục rồi ha. Còn bây giờ nãy giờ mình là mình chuyển liên tục rồi, bây giờ mình lia chậm thì khán giả thấy ok có gì đó là lạ ở đây và cần phải chú tâm ha. Rồi thì mình muốn lia lia thì dễ thôi các bạn ha, mình quay qua nhân vật chính nhưng qua nhân vật nam luôn ha. Đây, nhân vật nam đây. Rồi thì mình lia ha, mình lia như thế này. Ủa, vậy là sao bạn? Không phải cô ấy đợi thằng cu học lớp 5. Ha, đó là như vậy các bạn ha. Thì mình cho nó kéo xà một xí ha, để cho vật nữ người ta kết thúc cái câu nói của người ta luôn đi. Ủa, vậy là sao bạn?
Ủa, vậy là sao bạn? Không À, phải được rồi. tới đợi thằng cu học lớp 5. Ha, ổn rồi. Thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn xong ha. Vừa hướng dẫn cho các bạn xong luôn. Tôi buồn quá, tôi Ồ, buồn có chuyện quá. gì vậy bạn? Hồi lớp 9, tớ có yêu một cô bé học lớp 7 và tớ quyết định ở lại 2 năm để chờ cô ấy. Thật sao? Cậu đúng là đại liều đấy. Nhưng 2 năm sau cô ấy vẫn học lớp 7. Trời, em của bạn học dốt thật đấy. Không phải đâu mà. Ủa, vậy là sao bạn? Không phải, cô ấy đợi thằng cu học lớp 5. Ok, rất là tốt ha. Rồi thì vừa hướng dẫn các bạn xong ha, thì các bạn cũng đã hiểu được và biết được cái phương pháp để làm một cái video clip hoàn chỉnh như thế nào ha. Thì mình cũng hy vọng rằng qua video clip lần này các bạn có thể tự làm cho mình những bộ phim ngắn ha, những bộ phim hoạt hình ngắn ha, do các bạn tự sáng tác và upload lên mạng để cho mọi người cùng xem và thưởng thức ha. Cũng như nếu các bạn có bất kỳ một thắc mắc nào về Crazy Talk ha, thì các bạn có thể comment phía bên dưới và mình sẽ giải đáp cho các bạn ngay trong thời gian sớm nhất có thể ha. Thì video clip hôm nay chúng ta đã kết thúc ha. Thì để các bạn tiện theo dõi những clip của mình ha, kỳ của anh túi chấm wordpress.com các bạn ha, các bạn vào trang web này ha, vào trang web này hoặc là các bạn có thể ha vào phần channel YouTube của mình luôn ha, vào phần channel YouTube của mình luôn. Ha. Để theo dõi tất cả những video clip mới nào mà mình up lên ha, thì các bạn cũng sẽ biết được ha bằng cách nhấn vào subscribe đây ha, subscribe và đăng ký đây, hoặc là trong trang web chính thức của mình thì các bạn có thể nhấn vào theo dõi ha, điền email của bạn vào đây và nhấn sign me up ha.